Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho các em cái cách để mà chúng ta đọc về kết quả công thức máu mà chủ yếu là để chẩn đoán về thiếu máu. Trong bài này thì anh chỉ hướng dẫn các em đọc cái kết quả của công thức máu đứng trên phương diện đó là một bác sĩ đa khoa trong thực hành đa khoa thông thường, chứ anh sẽ không nói dưới góc nhìn của một nhà huyết học lâm sàng, bởi vì nhà huyết học lâm sàng họ sẽ có rất là nhiều các cái vấn đề để nói và họ có trong tay rất là nhiều các cái xét nghiệm. Nói đơn giản tức là anh sẽ giúp cho các em có thể khai thác hết tất cả những cái thông tin mà một công thức máu thường quy có thể mang lại cho chúng ta. Nhiều lắm thì anh sẽ bổ sung thêm hai xét nghiệm khác mà khoa anh có làm, đó là sắt huyết thanh và ferritin huyết thanh. Như vậy thôi. Lúc mà anh chuẩn bị làm cái video này thì có một em sinh viên nói với anh là tại sao anh phải làm công thức này. Tại vì em sinh viên thấy đó là cái công thức máu là một cái gì đó rất là đơn giản mà ngay cả điều dưỡng thì người ta cũng có thể đọc được. Thì đúng là như vậy. Việc đọc công thức máu để mà chẩn đoán thiếu máu á, thì ai cũng có thể làm được. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ đọc công thức máu để chẩn đoán thiếu máu thôi á, là chưa đủ. Mục tiêu của bài này của anh đó là giúp các em có thể khi nhìn vào được một công thức máu của một bệnh nhân thì không những em chẩn đoán được cái nguyên nhân gây ra thiếu máu cho bệnh nhân mà em còn biết được chuyện gì xảy ra bên dưới của bệnh nhân. Đó là mục tiêu của cái bài này. Và cái bài này khá là dài tại vì anh sẽ tập trung rất là nhiều vào việc phân tích cả cái tình huống lâm sàng để giúp cho các em có thể làm quen được với cả cái tình huống lâm sàng. Tại vì chỉ có những cái tình huống lâm sàng mới có thể giúp cho các em có thể ứng dụng được cả cái kiến thức lâm sàng mình được học vào trong thực tế. Và tại vì nó có quá nhiều cả cái tình huống lâm sàng cho nên làm cho cái bài này nó khá là dài. Còn liên quan tới lý thuyết á, thì cái lý thuyết của bài này khá là ngắn. Và theo đánh giá của anh thì cái bài này là một cái bài khá là hay cho nên các em cố gắng nghe hết. Anh tin chắc là sau khi mà nghe xong cái video này thì các em sẽ học được rất là nhiều vấn đề. Nội dung của cái bài này cũng có 3 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất đó là anh sẽ giới thiệu cho các em cả cái chỉ số trong một cái công thức máu thông thường. Mục tiêu thứ hai là anh sẽ giới thiệu một số các cái nguyên nhân gây ra thiếu máu thuộc từng nhóm. Và mục tiêu thứ ba tức là mục tiêu quan trọng nhất và là dài nhất, đó chính là anh sẽ giải quyết một số các cái ví dụ. Nhưng mà hầu hết cả cái tình huống lâm sàng mà anh đưa ra trong cái phần ví dụ này đều là những cái tình huống mà các em sẽ gặp đâu đó trong thực hành nội khoa của mình, cho nên các em nên nghe hết cả cái tình huống lâm sàng đó. Thì trước khi mà các em nghe cái bài này thì các em hãy download cái ca lâm sàng ở cái đường link mà anh đặt ở phía dưới phần description, rồi làm trước xem thử mình có làm được hay không. Nếu như mà làm không được thì cũng không sao, các em hãy nghe cái bài của anh, sau đó các em sẽ quay lại, các em lật lại và trả lời sau cái trường hợp lâm sàng. Còn cả cái đáp án của nó thì anh sẽ cung cấp ở phần cuối cuối bài. Rồi đầu tiên, đây là một cái xét nghiệm công thức máu thường quy được thực hiện tại khoa của anh. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào cả cái chỉ số liên quan tới hồng cầu RBC. Ở đây là RBC anh chụp bị thiếu. Chúng ta sẽ không tập trung vào bạch cầu và tiểu cầu. Bài này chúng ta chỉ tập trung vào hồng cầu. Và có tổng cộng là, chúng ta xem ở đây, có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chỉ số mà chúng ta sẽ nói. 7 chỉ số này cũng khá là đơn giản. Đầu tiên là RBC. RBC chính là hồng cầu, thì ai cũng biết rồi ha. Thứ hai đó là hemoglobin. Thứ ba đó là HCT, tức là hematocrit. Anh nghĩ đây là ba cái chỉ số khá là đơn giản cho nên anh sẽ không nhắc lại về ba cái chỉ số này nữa. Nếu như mà 7 chỉ số này em muốn chia nhóm thì anh sẽ chia ba cái chỉ số trên cùng này là ba cái chỉ số để chẩn đoán thiếu máu, để chẩn đoán thiếu máu. Còn bốn cái chỉ số cuối cùng này là bốn cái chỉ số để chúng ta chẩn đoán nguyên nhân gây ra thiếu máu nha. Nguyên nhân gây ra thiếu máu. Nguyên nhân gây ra thiếu máu. Trong ba cái chỉ số ở phía trên thì chỉ số nào là chỉ số chính xác nhất để chúng ta chẩn đoán thiếu máu? Đó chính là hemoglobin nha. Nhưng mà trên thực tế thì hemoglobin hay là hematocrit hay là hồng cầu á thì được tính trên cả cái đơn vị đó là đơn vị thể tích, và nó chỉ là những cái chỉ số thay thế chứ nó không phải là cả cái con số chính xác nhất để chúng ta chẩn đoán thiếu máu cho bệnh nhân. Việc chẩn đoán thiếu máu cho bệnh nhân chính xác nhất đó là chúng ta phải sử dụng một cái chỉ số mà người ta gọi là chỉ số khối hồng cầu, tức là người ta đo tổng lượng hồng cầu trong cơ thể của bệnh nhân.
thì đây mới là cái chỉ số chính xác nhất để chúng ta chẩn đoán thiếu máu. Nhưng mà điều này là điều không thể. Hiện nay thì vẫn có những cái phương pháp làm rồi, nhưng mà nó quá phức tạp và chúng ta không cần phải làm như vậy nha. Cho nên đó là lý do tại vì sao anh nói hemoglobin chỉ là một chỉ số thay thế và không phải là chỉ số tốt nhất. Nó phụ thuộc vào cái độ hòa loãng của máu, tại vì hemoglobin là cũng định tính theo cái đơn vị, đó là gram trên lít. Ví dụ như anh có một cái trường hợp đó là anh ví dụ như một người có cái lượng hồng cầu hoàn toàn bình thường chẳng hạn, nhưng mà chẳng qua vì một cái lý do nào đó nó làm cho cái thể tích dịch trong cơ thể của họ tăng lên. Ví dụ như phụ nữ mang thai thì lúc mang thai á, cái thể tích dịch tức là thể tích huyết tương của một phụ nữ có thai có thể tăng lên gấp đôi so với bình thường, cho nên khi em xét nghiệm hemoglobin sẽ giảm, nhưng mà có thể là họ không bị thiếu máu nha. Hoặc là một cái trường hợp khác đó là một bệnh nhân bị tai nạn giao thông chẳng hạn, họ mất máu rất là nhiều, nhưng mà khi các em lấy máu cho họ ngay tại thời điểm mà họ bị mất máu đó để định lượng hemoglobin thì chắc chắn cái kết quả đó sẽ cho ra cái giá trị là bình thường, tại vì máu của bệnh nhân lúc đó chưa bị hoa loãng. Cho nên hemoglobin không phải lúc nào nó cũng phản ánh chính xác cái tổng lượng hồng cầu trong cơ thể của bệnh nhân, nhưng mà chúng ta không có cách nào để mà chúng ta có thể đánh giá tổng cái lượng hồng cầu trong cơ thể của bệnh nhân, hay còn gọi là red blood cell mass. Cho nên chúng ta sử dụng hemoglobin là giá trị tốt nhất, là giá trị tốt nhất mà chúng ta có để mà chẩn đoán về thiếu máu nha. Và cái ngưỡng để mà chúng ta chẩn đoán thiếu máu dựa trên hemoglobin đó là nam giới là 13,5 gram trên decilit, còn nữ giới là 12,5 gram trên decilit. Chúng ta chấp nhận một cái giá trị thấp hơn cho nữ, tại vì hàng tháng là phụ nữ thường có mất một ít máu qua chu kỳ kinh nguyệt. Bây giờ chúng ta sẽ nói về bốn cái chỉ số dưới này, đó là MCV, MCH và MCHC và RDW. Nếu như mà các em nhìn, anh sẽ nói trước bà về ba cái chỉ số đó là MCV, MCH và MCHC trước. Nếu như mà các em nhìn thì chúng ta sẽ thấy đó là cả ba cái chữ này, cả ba chữ này đều bắt đầu bằng chữ chữ M, đều bắt đầu bằng chữ M. M có nghĩa là mean, tức là giá trị trung bình, tại vì cả ba đều là giá trị trung bình cho nên đây không phải là cái chữ mà chúng ta quan tâm. Cả ba đều có chữ C ở giữa, cả ba đều có chữ C ở giữa. C tức là corpuscular, corpuscular, và cả ba cũng là chữ C cho nên chúng ta cũng sẽ không quan tâm tới tới chữ C hay là chữ M, mà chúng ta chỉ quan tâm tới chữ cái phía sau để chúng ta cần để chúng ta có thể phân biệt từng cái. Rồi, cái đầu tiên đó là MCV nha, cái đầu tiên đó là MCV thì chữ V đây chính là chữ volume, V chính là chữ volume có nghĩa là thể tích. Vậy nên MCV chính là thể tích trung bình hồng cầu nha. MCV chính là thể tích trung bình hồng cầu. Và các em nhận sáng, đơn vị của MCV đó chính là femtolit. Một femtolit á, là bằng 10 mũ trừ 15 lít. Cái thứ hai, đó là em nhìn vào chữ MCH. MCH thì cái chữ tận cùng của MCH đó chính là chữ H. H ở đây chính là hemoglobin. Vậy các em đoán cho anh MCH chính là gì? MCH chính là lượng hemoglobin trung bình trong một hồng cầu nha. Lượng hemoglobin trung bình trong một hồng cầu tính theo đơn vị gam, và lượng hemoglobin trong một hồng cầu ở đây đơn vị mà trong cái tờ giấy này ghi đó là picogram. Còn chữ C ở đây là gì? Chữ C trong MCHC là gì? Chữ C có nghĩa là concentration. Concentration tức là nồng độ nha. Và chữ H được chữ C là chữ H được chữ C cũng chính là hemoglobin. Như vậy MCHC là gì? MCHC nồng độ hemoglobin trong một hồng cầu. Không phải, tại vì nồng độ hemoglobin trong một hồng cầu thì là một câu có vẻ rất là vô nghĩa. Lượng hemoglobin trong một hồng cầu thì có nha, lượng hemoglobin trong một hồng cầu á thì chúng ta có chỉ số MCH, còn nếu như em nói nồng độ hemoglobin trong một hồng cầu thì có vẻ nó rất là vô nghĩa. Nồng độ thì chúng ta tính theo đơn vị là gram trên lít.
nha, gam trên lead. Cho nên MCHC nếu như mà hiểu hiểu nghĩa thì chúng ta sẽ nói là nồng độ hemoglobin trong một lít hồng cầu nha. Nồng độ hemoglobin trong một lít hồng cầu. Ở đây người ta sử dụng MCHC đó chính là gam trên decilit nha. Vậy MCHC là nồng độ hemoglobin trong một lít hồng cầu. Về nguyên tắc nếu như chúng ta muốn tính nồng độ phần trăm thì chúng ta sẽ lấy khối lượng và chia cho thể tích là được. Cho nên cái chỉ số MCHC thì các em chỉ cần lấy cái lượng hemoglobin trung bình trong một hồng cầu tức là MCH và em chia cho thể tích hồng cầu tức là MCV thì nó sẽ ra MCHC. À, như vậy nếu như ở bệnh nhân này em lấy 29,4, em lấy 29,4 và em chia cho 90 thì nó sẽ ra là 32,6. Dĩ nhiên là có nhân 100 hay là chia 100 gì đó, nhưng mà chắc chắn cái con số này sẽ ra là 32,6 nha. Rồi, như vậy cả cái chỉ số đó khá là đơn giản nha. MCV thì em nhìn vào chữ V, đó chính là thể tích trung bình hồng cầu. MCH thì em sẽ nhìn vào chữ H, đó là lượng hemoglobin trong một hồng cầu, trung bình trong một hồng cầu. Và MCHC là nồng độ hemoglobin trong một lít hồng cầu nha, trong một lít hồng cầu. Và MCHC đó là chúng ta lấy MCH và chia cho MCV. Và các em sẽ học thuộc cho anh một số các cái định nghĩa. Nếu như mà một tình trạng thiếu máu có MCV tăng thì em sẽ gọi đó là thiếu máu hồng cầu to. Còn nếu như một tình trạng thiếu máu có MCV giảm thì các em sẽ gọi đó là thiếu máu hồng cầu nhỏ. Còn nếu như mà MCV bình thường thì chúng ta gọi đó là thiếu máu hồng cầu bình thường. Nha, định nghĩa này rất là đơn giản và không có gì khó hiểu đúng không? Còn tại vì MCV chỉ là thể tích, mà nếu như thể tích tăng thì chúng ta gọi là to, thể tích giảm thì chúng ta gọi là nhỏ nha. Cái này không có gì khó hiểu. Thứ hai là chúng ta sẽ qua MCH. Nếu như mà MCH giảm, tức là lượng hemoglobin trung bình trong một hồng cầu giảm thì các em gọi đó là thiếu máu nhiễm sắc. Sắc ở đây là sắc màu chứ không phải là sắc nha, sắc không phải là sắc kim loại nha. Đây là sắc màu. Hemoglobin đó là một cái huyết sắc tố, cho nên hemoglobin đó là một cái sắc tố, cho nên họ đặt tên cho nó chính là huyết sắc tố, bởi vì nó quyết định cái màu đỏ của máu cũng như là cái màu của hồng cầu khi các em nhìn nó dưới kính hiển vi. Cho nên nếu như mà cái lượng hemoglobin trong một hồng cầu giảm thì hồng cầu đó sẽ có cái màu bị nhạt đi, cho nên chúng ta gọi đó là thiếu máu, là chúng ta gọi thiếu máu mà có MCH giảm đó là thiếu máu nhược sắc. Còn thiếu máu mà có MCH tăng thì chúng ta sẽ gọi là thiếu máu, chúng ta sẽ gọi là thiếu máu ưu sắc nha. Rồi như vậy, chỉ có như vậy thôi. Thực ra thì cũng có rất là nhiều tranh cãi liên quan tới cái thuật ngữ nhiệt sắc thì chúng ta nên sử dụng đối với MCH hay MCHC. Tại vì nếu như mà các em suy luận một chút á, thì các em sẽ thấy một điều như thế này, đó là MCH giảm thì chưa chắc là hồng cầu đã nhiệt sắc. Tại vì cái sắc của hồng cầu, tức là cái ánh đỏ của cái hồng cầu khi mà chúng ta soi dưới kính hiển vi, không phải là do cái lượng hemoglobin trong một hồng cầu quyết định, mà nó quyết định bởi cái nồng độ hemoglobin trong một đơn vị thể tích hồng cầu, thì như vậy nó chính xác hơn nha. Các em có thể nắm về cái điều đó. Đó, cho nên không phải lúc nào có MCH giảm thì khi chúng ta soi dưới kính hiển vi thì chúng ta đều thấy cái hồng cầu nó nhiệt sắc. Cho nên nếu như mà nói về cái sắc màu của hồng cầu á, thì cái lượng hemoglobin trong một đơn vị thể tích hồng cầu, tức là MCHC, nó chính xác hơn là MCH, tức là lượng hemoglobin trong một hồng cầu. Tuy nhiên, theo cả cái tài liệu thì người ta vẫn sử dụng MCH thay cho MCHC để nói về một cái hồng cầu ưu sắc, nhược sắc hay là bình sắc nha. Như vậy cả cái định nghĩa này cũng khá là đơn giản. Và một số các cái ngưỡng bình thường MCV từ 80 cho tới 100 femtolit, MCH là từ 27 cho tới 31 picogram và MCHC đó là từ 32 cho tới 36 gram trên decilit. Và có một cái điều mà các em cần nắm cho anh, đó là trên thực tế thì cả cái chỉ số này nó biến đổi song song. Nghĩa là nếu như
nếu như tăng thì chúng sẽ tăng cùng một lúc, chỉ có là cái nào tăng trước cái nào tăng sau mà thôi. Còn nếu như mà giảm thì chúng sẽ đều giảm. Ý anh ở đấy là MCV và MCH. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như một bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu nhỏ thì thường kèm theo đó là thiếu máu nhiều sắc. Còn nếu như một bệnh nhân có thiếu máu hồng cầu to thì thường là họ sẽ kèm theo yếu sắc nha. À, riêng cái MCHC thì tại vì sao nó không biến đổi song song với hai chỉ số này? Tại vì hồng cầu to thì giả sử như hồng cầu to thì theo các em cái nồng độ hemoglobin trong một lít hồng cầu có thể tăng hay không? Khi hồng cầu to thì các em vẫn có thể thấy là nồng độ hemoglobin trong một lít hồng cầu bình thường, bởi vì lượng hemoglobin đúng là trong một hồng cầu thì lượng hemoglobin á, thì nó tăng, nhưng mà thể tích hồng cầu cũng tăng, cho nên lượng hemoglobin trong một lít hồng cầu sẽ là bình thường. Cho nên ở đây anh ghi rất là rõ đó là MCHC. Nếu tính á, thì chúng ta lấy MCH và chia cho MCV, MCH cũng tăng, MCV cũng tăng, cho nên MCHC vẫn có thể nằm trong giới hạn bình thường. Anh hiểu nhé. Chính vì thế thì nhiều khi là anh cũng rất là ít quan tâm về cái chỉ số MCHC, tại vì nó ít biến đổi song song với hai chỉ số kia. Thì anh cũng không không rõ là cả cái nhà huyết học họ sử dụng cái chỉ số này để làm gì. Còn trên lâm sàng thì anh thực sự rất là ít quan tâm tới cái chỉ số MCHC. Trên lâm sàng á, chúng ta chỉ cần quan tâm tới hai cái chỉ số đó là MCV, MCH. Được chưa? MCV và MCH, nhưng mà có một điều đó là vì chúng biến đổi song song trong hầu hết các cái trường hợp, chỉ là cái nào biến đổi trước, cái nào biến đổi sau mà thôi. Chính vì thế có rất là nhiều các cái phân loại thiếu máu, nhưng mà vì cả cái chỉ số này là biến đổi song song cho nên hầu hết cả cái textbook chọn một cái phương pháp phân loại đơn giản nhất để mà giảng dạy cho sinh viên, đó là người ta phân loại dựa trên thể tích hồng cầu, tức là MCV nha. Người ta chỉ phân loại dựa trên cái thằng MCV này thôi nha. Và nếu như mà thể tích hồng cầu vượt quá 100 femtolit thì các em sẽ chẩn đoán đó là bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu to. Còn nếu như mà MCV của bệnh nhân dưới 80 femtolit thì các em sẽ chẩn đoán là thiếu máu hồng cầu nhỏ nha. Còn nếu như mà MCV nằm trong phạm vi từ 80 cho tới 100 thì chúng ta gọi là thiếu máu hồng cầu bình thường. Và đây là cái cách phân loại mà chúng ta thường hay sử dụng nhất. Và việc phân loại như thế này sẽ giúp cho các em rất là nhiều trong chẩn đoán được cái nguyên nhân gây ra thiếu máu cho bệnh nhân. Và chúng ta sẽ trong cái bài phân tích của anh trong cái video này, chúng ta chỉ nói về ba thể, đó là thiếu máu hồng cầu to, thiếu máu hồng cầu nhỏ và thiếu máu hồng cầu bình thường. Chứ anh sẽ không đề cập tới cái thuật ngữ đó là thiếu máu hồng cầu yếu sắc hay là thiếu máu hồng cầu nhiệt sắc nha. Và có một cái slide như ở đây nha, chúng ta phân loại thiếu máu dựa trên thể tích trung bình hồng cầu. Nếu như mà thể tích hồng cầu dưới 80 femtolit thì chúng ta gọi đó là thiếu máu hồng cầu nhỏ. Nếu như mà từ 80 cho tới 100 thì chúng ta gọi đó là thiếu máu hồng cầu bình thường. Còn MCV trên 100 thì chúng ta gọi đó là thiếu máu hồng cầu to. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần thứ hai, đó là anh sẽ nói một chút về cả cái nguyên nhân gây ra thiếu máu, mà trước hết là anh sẽ nói về cả cái nguyên nhân gây ra thiếu máu hồng cầu nhỏ. Thiếu máu hồng cầu nhỏ tức là thiếu máu mà có MCV nhỏ hơn 80 femtolit. Nói chung là thì cơ chế mà gây ra thiếu máu hồng cầu nhỏ thì người ta giải thích rất là phức tạp, ví dụ như là hồng cầu phân chia thêm một lần vân vân. Tuy nhiên để có thể hiểu đơn giản nhất và nhớ lâu nhất thì các em chỉ cần nhớ cho anh đó là nếu như mà bệnh nhân có thiếu máu hồng cầu nhỏ thì các em hãy nghĩ đến một cái nguyên nhân nào đó làm giảm nguyên liệu hoặc quá trình tổng hợp hemoglobin trong hồng cầu là được nhá. Cái này nói có vẻ khó hiểu nhưng mà để giải thích thì chúng ta hãy quay lại một chút về sinh hóa của hemoglobin để anh có thể giải thích cho các em chuyện gì xảy ra trong trường hợp một cái bệnh nhân mà bị thiếu máu hồng cầu nhỏ. Đó là hemoglobin của chúng ta là được tạo thành từ nhân hem và globin. Nhân hem á, là được tạo thành là từ sắt và protoporphyrin. Cho nên nếu như mà giảm ở bất cứ thành phần nào trong cả cái thành phần trên thì đều dẫn đến thiếu máu hồng cầu nhỏ. Nha.
hiện mẫu không còn nhỏ. Thì nói chung để đơn giản thì anh sẽ sử dụng một cái slide trống đấy để anh giải thích cho các em. Thì chúng ta có đó là hemoglobin là bằng nhân hám cộng với globin. Nhân hám thì lại sẽ bằng sắt cộng với protoporphyrin nhá. Anh ghi ở đây là proto. Nếu như các em hiểu kỳ sinh hóa đơn giản như thế này thôi thì anh nghĩ sẽ không khó khăn cho chúng ta trong việc giải thích được nguyên nhân gây ra thiểm mẫu hồng cầu nhỏ. Ví dụ tình huống đầu tiên đó là một và cũng là cái tình huống thường hay gặp nhất trong thiểm mẫu hồng cầu nhỏ, đó là thiểu thiểu sắt. Nếu như thiểu sắt thì sẽ dẫn đến cái sự giảm tổng hợp nhân hám, và nếu như giảm tổng hợp nhân hám sẽ dẫn đến cái sự giảm tổng hợp hemoglobin, và nếu như giảm tổng hợp hemoglobin thì sẽ dẫn đến thiểu mẫu hồng cầu nhỏ nhá. Cho nên nguyên nhân đầu tiên và cũng là cái nguyên nhân thường gặp nhất gây ra thiểu mẫu hồng cầu nhỏ đó là thiểu sắt nhá. Anh hy vọng cái đoạn này là cái đoạn không có gì khó hiểu đúng không? Một cái tình huống thứ hai cũng có thể dẫn đến thiểu mẫu hồng cầu nhỏ, đó là giả sử như bệnh nhân không bị thiểu sắt, bệnh nhân vẫn có nhiều sắt trong cơ thể nhưng sắt đó không thể được sử dụng để tổng hợp nhân hám. Lý do là vì chẳng hạn như là bệnh nhân đang trong một cái tình trạng viêm mãn tính, cho nên sắt nó bị dự trữ trong các cái đại thực bào, nó bị kẹt bên trong các cái đại thực bào và do đó nó không thể đi ra ngoài được. Đấy cũng là một cái cơ chế bảo vệ cho cơ thể, bởi vì các em biết đó là sắt là một cái nguyên liệu được được vi khuẩn nó sử dụng trong quá trình hoạt động của nó. Việc mà đại thực bào giữ sắt và giữ giữ sắt lại bên trong cơ thể của nó sẽ làm cho vi khuẩn không tiếp cận được với sắt và ức chế cái sự phát triển của vi khuẩn. Nhưng mà nếu như vậy thì cũng làm cho cơ thể của chúng ta không sử dụng được sắt. Và như anh hãy giải thích thôi này, sắt có sẵn nhưng mà không sử dụng được. Nếu như sắt không sử dụng được thì sẽ dẫn đến giảm tổng hợp nhân hám. Giảm tổng hợp nhân hám thì sẽ dẫn đến giảm tổng hợp hemoglobin và từ đó bệnh nhân sẽ bị thiểu mẫu hồng cầu nhỏ. Vậy cái nguyên nhân thứ hai gây ra thiểu mẫu hồng cầu nhỏ người ta gọi đó là thiểu mẫu trong các bệnh lý mãn tính nhá. Thiểu mẫu trong các bệnh lý mãn tính thì các em hiểu là trong các cái bệnh lý mãn tính thì đại thực bào sẽ giữ sắt trong tế bào của nó để ức chế cái việc sử dụng sắt của vi khuẩn, ức chế sự nhân lên của vi khuẩn. Nhưng mà việc như vậy nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta cũng không sử dụng được sắt nhá, và làm cho chúng ta bị thiểu mẫu hồng cầu nhỏ. Một nguyên nhân thứ ba đó là một cái nguyên nhân nào đó làm giảm tổng hợp protoporphyrin. Cái bệnh lý trong đó có cái sự giảm tổng hợp của protoporphyrin thì chúng ta gọi đó là thiểu mẫu nguyên bào sắt, hay có cái tên đó là sideroblastic anemia. Chỉ nữa anh sẽ giải thích cho các em vì sao ở đây người ta đặt tên cho cái bệnh mà giảm tổng hợp protoporphyrin đó là thiểu mẫu nguyên bào sắt nha. Như vậy trong thiểu mẫu nguyên bào sắt có sự giảm tổng hợp protoporphyrin, giảm tổng hợp protoporphyrin sẽ dẫn đến giảm tổng hợp nhân hám, giảm tổng hợp nhân hám sẽ dẫn đến giảm tổng hợp hemoglobin, giảm tổng hợp hemoglobin sẽ dẫn đến thiểu mẫu hồng cầu nhỏ nha. Rồi như vậy chúng ta đã nói tới ba nguyên nhân luôn ạ. Cái thứ tư và cũng là nguyên nhân cuối cùng đó là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự giảm tổng hợp của chuỗi globin, và đó chính là bệnh bệnh thalassemia. Thalassemia nha. Bệnh thalassemia là bệnh gì? Bệnh thalassemia là một cái bệnh di truyền trong đó có một cái sự giảm tổng hợp của cái chuỗi globin, và cũng tương tự như vậy, giảm tổng hợp chuỗi globin sẽ dẫn đến giảm tổng hợp hemoglobin, và giảm tổng hợp hemoglobin sẽ dẫn đến thiểu mẫu hồng cầu nhỏ. Do đó nếu như mà các em nắm một chút về cái sinh hóa cơ bản như thế này thì anh nghĩ là chúng ta không có nhiều khó khăn trong việc hiểu được các cái nguyên nhân gây ra thiểu mẫu hồng cầu nhỏ. Như vậy chúng ta có bộ nguyên nhân gây ra thiểu mẫu hồng cầu nhỏ, đó là thiểu mẫu do thiểu sắt, thiểu mẫu trong các cái bệnh lý mãn tính, thiểu mẫu nguyên bào sắt và bệnh thalassemia. Đây là cái bức tranh tổng thể mà các em phải nắm, và nếu như mà các em nắm được cái bức tranh tổng thể này thì chúng ta sẽ rất tự tin trong việc đó là chẩn đoán thiểu mẫu do hồng cầu nhỏ. Và tiếp theo đó là anh sẽ đi vào từng cái nguyên nhân, và anh sẽ đi từ cái hiếm gặp nhất đó là thiểu mẫu nguyên bào sắt nha. Thiểu mẫu nguyên bào sắt, thiểu mẫu nguyên bào sắt có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái dạng thiểu mẫu trong đó có cái sự khiếm khuyết tổng hợp protoporphyrin. Nguyên nhân gây ra khiếm khuyết tổng hợp protoporphyrin thì nó rất là phức tạp, cũng có nguyên nhân bẩm sinh, cũng có nguyên nhân mắc phải. Nguyên nhân bẩm sinh thì rất là hiếm gặp, nguyên nhân mắc phải thì có thể là do ngộ độc chi,
tại vì chi nó ức chế một vài cái enzyme nào đó trong quá trình tổng hợp của protoporphyrin. Thì đúng, đây là một cái nguyên nhân hiếm gặp. Nguyên nhân thứ hai đó là thiếu vitamin B6, tại vì vitamin B6 cũng là một cái cofactor của một cái enzyme nào đó trong quá trình tổng hợp protoporphyrin mà các em cũng không cần biết đó là cái enzyme gì nha. Như vậy thiếu thiếu vitamin B6 thì thường gặp trong những cái bệnh lý nào? Thiếu vitamin B6 thì thường gặp trong trường hợp là những cái bệnh nhân bị bệnh lao. Những cái bệnh nhân bị bệnh lao thì thường là họ họ có một sử dụng một cái thuốc có tên là isoniazid. Bệnh nhân có sử dụng một cái thuốc có tên là isoniazid, thì cái thuốc này nó sẽ làm cho bệnh nhân bị giảm vitamin B6 nha. Cho nên bệnh nhân mà bị thiếu bị lao sử dụng vitamin B6 thì cũng có thể biểu hiện đó là thiếu máu hồng cầu nhỏ. Và cái nguyên nhân thứ ba đó là do quá trình tổng hợp protoporphyrin và quá trình tổng hợp protoporphyrin và quá trình gắn protoporphyrin của sắt để mà tạo thành nhân hám nó diễn ra tại tý thể. Cho nên một chất gây phá hủy tý thể đó là rượu, thì rượu cũng có thể nằm trong thì rượu cũng có thể nằm trong cái nguyên nhân gây ra thiếu máu nguyên bào sắt. Cho nên trong trường hợp một cái bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu nhỏ, thực ra thì anh cũng ít khi mà nghĩ tới thiếu máu nguyên bào sắt do tổng hợp protoporphyrin, trừ khi bệnh nhân uống quá nhiều rượu thì may ra chúng ta có thể nghĩ tới cái trường hợp đó, còn hầu hết cả cái trường hợp thì chúng ta ít nghĩ đến. Thì chút nữa một chút nữa thì chúng ta sẽ phân tích cả cái trường hợp lâm sàng để chúng ta sẽ nói nó về nó nhiều hơn. Còn đây là một cái slide nói về cả cái nguyên nhân mà nếu như các em gặp thì các em có thể nghi ngờ bệnh nhân bị thiếu máu nguyên bào sắt. Người ta gọi là thiếu máu nguyên bào sắt là tại vì tý thể của bệnh nhân á là không tổng hợp được protoporphyrin, mà sắt thì nó không biết điều đó, cho nên sắt nó cứ thấy thiếu máu là nó cứ tập trung vào trong tý thể để mà có cái cơ hội gắn vào bên trong protoporphyrin để tạo thành nhân hám. Cho nên sắt nó cứ tập trung vào bên trong tý thể của tế bào, cuối cùng nó sẽ tạo thành một cái vòng bao xung quanh những tế bào, mà khi mà chúng ta nhuộm á thì nó sẽ hiền cái vòng đó lên. Cho nên người ta gọi là đây thiếu máu nguyên bào sắt là như vậy, sẽ có những cái tế bào bên trong đó khi chúng ta nhuộm nhuộm sắt thì chúng cái bệnh thứ hai đó là cái bệnh thalassemia. Thì cái bệnh thalassemia cũng là một cái bệnh mà các em cũng ít gặp trong bối cảnh nội khoa không phải là chuyên ngành huyết học. Nếu như bệnh nhân bị thalassemia thì họ thường sẽ nằm tại khoa huyết học. Thalassemia là bệnh gì? Thalassemia đó là một cái bệnh khiếm khuyết tổng hợp cả cái chuỗi globin của hemoglobin. Nếu như mà khiếm khuyết tổng hợp chuỗi alpha thì người ta gọi là thalassemia alpha, còn nếu như mà khiếm khuyết tổng hợp chuỗi beta thì người ta gọi là thalassemia beta. Nhưng mà điều quan trọng ở đây đó là trong cái bệnh thalassemia bệnh nhân có giảm tổng hợp chuỗi globin, cho nên bệnh nhân bị thalassemia thì thường là sẽ có thiếu máu hồng cầu nhỏ. Tuy nhiên nói chung ở đây cũng là một cái bệnh hiếm gặp trong cái bối cảnh nội khoa thông thường. Chúng nữa thì chúng ta sẽ phân tích một cái ca lâm sàng để các em biết được cái khi nào thì chúng ta nghĩ tại bệnh đó, và anh chỉ dừng lại ở mức giới thiệu sơ lược về nó thôi, anh không đi quá sâu vào nó nhé. Chúng ta chỉ dừng lại ở mức chẩn đoán ban đầu. Và nguyên nhân thứ ba gây ra thiếu máu hồng cầu nhỏ đó là thiếu máu trong cả cái bệnh lý mãn tính. Bệnh lý mãn tính tức là những cái tình trạng viêm mãn tính không nhất thiết là có vi khuẩn nha. Viêm mãn tính chẳng hạn như là viêm cực dạng thấp, hoặc là trong cả cái bệnh nhân bị bệnh lao, hoặc là cả cái trường hợp bệnh nhân bị bệnh ung thư. Thì như anh đã trình bày ở trên, có sắt nhưng mà cơ thể không sử dụng được sắt nha. Có sắt nhưng mà cơ thể nó sản xuất ra những cái chất phản ứng pha cấp, đồng thời thì nó cũng bài tiết ra một cái chất mà người ta gọi là hepcidin. Hepcidin là một cái chất mà nó ức chế cái sự vận chuyển sắt từ nguồn dự trữ của nó ra cung cấp cho cả cái nguyên bao tàng máu. Cho nên có sắt nhưng mà cơ thể không sử dụng được sắt là vì như vậy. Và quá trình không sử dụng được sắt cho nên quá trình tổng hợp nhân hám sẽ bị rối loạn, quá trình tổng hợp hemoglobin sẽ bị rối loạn và bệnh nhân sẽ biểu hiện thiếu máu hồng cầu nhỏ. Trong trường hợp này nguồn dự trữ sắt của bệnh nhân vẫn bình thường nhưng mà sắt đó không sử dụng được. Cho nên nếu như mà em sử dụng một cái xét nghiệm nào đó để định lượng nguồn dự trữ sắt mà anh nói anh nhắc được hồi chút nữa anh sẽ nhắc lại, thì muốn xét nghiệm thì cả dự trữ sắt á thì chúng ta sẽ sử dụng cái xét nghiệm là ferritin, thì nó sẽ tăng, và em định lượng sắt huyết thanh của bệnh nhân thì nó cũng sẽ tăng. Nhưng mà cái phần mà quan trọng nhất đó là anh sẽ nói trong cái phần thiếu máu hồng cầu nhỏ đó là thiếu máu do thiếu sắt, vì trên thực tế đây là cái nguyên nhân thường gặp nhất gây ra thiếu máu trên thế giới.
Và chính vì thế tất cả những cái trường hợp nào bệnh nhân vào viện vì thiếu máu, nhất là thiếu máu hồng cầu nhỏ, thì các em phải giả định ngay trường hợp là bệnh nhân bị thiếu máu do thiếu sắt, trừ khi có các cái dấu hiệu ủng hộ cho các cái chẩn đoán khác. Thiếu máu do thiếu sắt là cái dạng thiếu máu trong đó giảm cái lượng sắt lưu hành trong cơ thể, và đây là một cái dạng thiếu máu thường gặp nhất trên thế giới và dĩ nhiên cũng là một cái dạng thiếu máu thường gặp nhất ở Việt Nam mình. Thiếu sắt các em sẽ nắm cho anh một chút về cái sinh hóa của thì sắt á, là có ở cả các cái thức ăn từ động vật lẫn thức ăn thực vật đó nhá. Sắt sắt mà ở ở ở động vật tức là thịt á, thì nó ở dạng người ta gọi là sắt dạng hem, và từ rau thì người ta gọi là sắt dạng không hem. Sắt dạng hem thì được hấp thu dễ dàng hơn so với sắt dạng không hem. Như vậy các em để ý là trong chế độ đồ ăn của chúng ta, cả thực vật lẫn động vật đều có chứa sắt. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nếu như mà bệnh nhân ăn gì, dù là động vật hay là thực vật, thì cũng có sắt ở trong đó. Và trừ khi cơ thể có nhu cầu, chẳng hạn như là phụ nữ mang thai hoặc là trẻ trẻ đang lớn, thì chế độ ăn không phải là một nguyên nhân thường gặp gây ra thiếu máu do thiếu sắt. Nha. Như vậy đây là một cái câu rất là quan trọng. Trừ khi bệnh nhân có nhu cầu, trừ khi có cơ thể có cái sự tăng nhu cầu, ví dụ như phụ nữ mang thai hoặc là trẻ đang lớn, thì chế độ ăn không phải là nguyên nhân thường gặp nhất gây ra thiếu máu do thiếu sắt, tại vì sắt nó tồn tại ở khắp mọi nơi. Anh nói qua một chút về các cái xét nghiệm liên quan tới sắt mà tại bệnh viện anh đang làm. Tại bệnh viện anh thì chỉ làm hai cái này thôi, đó là sắt huyết thanh và ferritin huyết thanh nha. Còn transferrin đó chính là cái chất chất dần vận chuyển chất vận chuyển thì sắt mà sau khi nó được được hấp thu ở ở tá tràng, thì transferrin nó sẽ vận chuyển sắt và đưa nó vào cả cái đại thực bào ở gan. Em cần nhớ sắt là một cái gốc tự do, một cái free radical, cho nên sắt luôn luôn được gắn vào một cái gì đó. Nếu như nó không được gắn một cái gì đó thì nó sẽ tạo ra một cái phản ứng oxy hóa và nó sẽ phá hủy cái cơ quan mà chứa nó. Cho nên khi mà sắt đi vào bên trong máu thì nó sẽ được gắn ngay với transferrin. Transferrin sẽ vận chuyển sắt và đưa nó tới các cái đại thực bào ở gan và tủy xương. Sắt mà được dự trữ bên trong các cái đại thực bào thì sẽ gắn vào vào ferritin. Cho nên nếu như mà các em muốn định lượng sắt lưu hành trong chuyển huyết thanh thì chúng ta sẽ có cái xét nghiệm đó là sắt huyết thanh. Còn nếu như các em muốn đánh giá về cái lượng sắt dự trữ thì chúng ta sẽ xét nghiệm là ferritin nha. Ngoài ra chúng ta còn có thêm các cái xét nghiệm khác, như là chúng ta đánh giá về transferrin hoặc là độ bão hòa của sắt trên sóng transferrin. Nhưng mà bệnh viện của anh thì không phải là một cái chuyên khoa huyết học, cho nên người ta không có làm về cái đó. Và chúng ta chỉ làm đó là sắt huyết thanh và ferritin, cho nên chúng ta sẽ dừng ở cái phần thảo luận đó là bệnh nhân có công thức máu, và nhiều lắm là có thêm hai xét nghiệm đó là ferritin và sắt huyết thanh, và chúng ta sẽ không đi xa hơn nha. Chúng ta chủ yếu á, là đọc công thức máu mà không kèm theo bất cứ thông tin nào khác, đó là cái mục đích của video này của anh. Như vậy thì đâu là cái nguyên nhân thường gặp nhất gây ra thiếu máu do thiếu sắt? Thì anh nhắc lại, nếu như mà các em nhìn vào cả cái thức ăn có chứa sắt thì các em sẽ nhận thấy một điều, đó là sắt có mặt trong cả thức ăn động vật lẫn thức ăn thực vật. Nghĩa là nếu như chế độ ăn của bệnh nhân nhiều thịt hay là chế độ ăn của bệnh nhân nhiều rau thì bệnh nhân cũng sẽ không bị thiếu máu do thiếu sắt. Bởi vì về mặt sinh lý sau khi mà hồng cầu chết đi thì toàn bộ lượng sắt sẽ được tái sử dụng trở lại, cho nên chúng ta cũng có thể xem hồng cầu là một cái nguồn dự trữ sắt trong cơ thể. Và khi nào các em nghi ngờ một trường hợp bệnh nhân bị thiếu máu do thiếu sắt, tức là một cái trường hợp bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu nhỏ, thì em phải nghĩ ngay đến một nguyên nhân nào đó làm mất nguồn dự trữ này ra bên ngoài, tức là bối cảnh của một cái mất máu rỉ rả nha. Nếu như bệnh nhân bị mất máu rỉ rả ra bên ngoài thì đồng nghĩa với việc đó là bệnh nhân sẽ bị mất sắt, và bệnh nhân bị mất sắt thì bệnh nhân sẽ bị thiếu máu do thiếu sắt. Thiếu máu do thiếu sắt. Như vậy các em phải phải nắm rõ trong cái slide này, ý anh muốn nói đó là chế độ ăn không phải là nguyên nhân thường gặp nhất gây ra thiếu máu do thiếu sắt, mà nguyên nhân thường gặp nhất của thiếu máu do thiếu sắt đó là mất máu rỉ rả ra bên ngoài. Như vậy bây giờ các em hãy kết hợp cả ba câu nói mà anh đã nói ở trên. Câu nói thứ nhất đó là thiếu máu do thiếu sắt là dạng thiếu máu thường gặp nhất. Câu nói thứ hai
Nguyên nhân thường gặp nhất của thiếu máu hồng cầu nhỏ là thiếu máu do thiếu sắt. Và câu thứ ba đó là thiếu máu do thiếu sắt thường do nguyên nhân mất máu vì nào? Nếu như anh kết hợp cả ba câu này lại thì anh sẽ có một cái câu kết luận, đó là hãy tìm nguyên nhân gây mất máu rỉ rạ ở những bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu nhỏ. Đó là câu kết luận của anh. Được chưa? Và đây cũng là một cái thực hành thường quý mà anh thường hay áp dụng, trừ khi mà chúng ta tìm thấy một cái nguyên nhân nào đó khá là rõ ràng thì thôi. Nhưng mà nếu một bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu nhỏ thì em hãy tìm một cái nguyên nhân nào đó gây ra mất máu rỉ rạ ở trên bệnh nhân này. Được chưa? Một cái nguyên nhân thứ hai đó là gây ra thiếu sắt, đó là bệnh nhân tăng nhu cầu, ví dụ như phụ nữ mang thai họ cần tăng nhu cầu sắt để đáp ứng với cái nhu cầu của đứa con trong bụng của họ, và tương tự như vậy một cái đứa trẻ mới lớn thì nó cũng cần sắt để phát triển, cho nên nếu như mà không bù đủ lượng sắt thì chúng có thể bị thiếu máu do thiếu sắt. Thêm một cái đối tượng nữa đó là trẻ bú mẹ, tại vì trong sữa mẹ thì không có sắt cho nên trẻ bú mẹ thì hoàn toàn cũng có thể có cái nguy cơ bị thiếu máu do thiếu sắt. Tuy nhiên đứng trên phương diện của bác sĩ nội khoa, tức là một bác sĩ điều trị những cái bệnh lý cho người lớn không có phụ nữ mang thai, thì hầu hết các cái trường hợp thiếu máu do thiếu sắt đều đồng nghĩa với cái mất máu rỉ rạ. Hiếm lắm thì em mới thấy có một cái bệnh nhân nào đó chế độ ăn bị thiếu sắt, chẳng hạn như bệnh nhân suy kiệt thì em có thể nghĩ tới chế độ ăn. Chỉ còn tất cả những cái trường hợp nào đứng đứng trong cái môi trường nội khoa, tất cả những cái trường hợp nào bị thiếu máu do thiếu sắt thì các em phải nghĩ tới cái nguyên nhân là mất máu rỉ rạ. Và chúng ta phải giả định như vậy để chúng ta có thể tìm cho ra được cái nguyên nhân nào gây ra cái tình trạng thiếu máu do thiếu sắt cho bệnh nhân, và chúng ta sẽ tiến hành các cái xét nghiệm một cách tương ứng. Như vậy anh sẽ có một số các cái câu hỏi. Nếu như một phụ nữ trẻ tuổi mà bị thiếu máu hồng cầu nhỏ thì em sẽ hỏi họ câu hỏi gì? Thì câu trả lời đó là em phải hỏi về một cái nguy cơ nào đó làm cho bệnh nhân này bị mất máu rỉ rạ. Thì câu trả lời sẽ là hỏi về tiền sử kinh nguyệt, xem họ có bị rong kinh, bị đa kinh hay không. Và bên cạnh đó thì em sẽ hỏi về cái tiền sử sử dụng của họ, vì dung mạo cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra thiểu sắc ở ở cả cái quốc gia đang phát triển. Nếu như một bệnh nhân nam giới trẻ tuổi bị thiếu máu hồng cầu nhỏ thì em sẽ làm gì tiếp theo? Nam giới mà bị thiếu máu hồng cầu nhỏ do mất máu rỉ rạ thì theo thống kê ở Mỹ thì cái nguyên nhân thường gặp nhất gây ra thiếu máu do thiếu sắt ở nam giới trẻ tuổi đó là cái bệnh loét dạ dày tá tràng. Cho nên chúng ta sẽ hỏi nguyên nhân, chúng ta sẽ hỏi bệnh nhân về các cái triệu chứng của loét dạ dày tá tràng, tiền sử sử dụng rượu và cho bệnh nhân đi nội soi dạ dày. Tuy nhiên một cái nguyên nhân khác cũng thường gặp ở các nước đang phát triển giống như nước ta đó là dung mốc, và đây cũng là một cái nguyên nhân gây ra mất máu rỉ rạ, cho nên các em cũng không được quên cái nguyên nhân này. Nói chung á, còn một cái quy luật đó là nếu như mà các em đã xác định được một cái bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu nhỏ thì hãy nghĩ tới thiếu máu do thiếu sắt nhé. Anh nhắc lại một chút về cái quy luật đó thôi. Nếu một bệnh nhân lớn tuổi mà bị thiếu máu hồng cầu nhỏ nha, thì cũng tương tự như vậy, nếu một bệnh nhân lớn tuổi mà thiếu máu hồng cầu nhỏ thì em sẽ nghĩ tới nguyên nhân là thiếu máu do thiếu sắt. Và nếu như em không tìm thấy bất cứ cái nguyên nhân nào gây ra mất máu rỉ rạ thì cái nguyên nhân nào thường gặp nhất gây ra mất máu rỉ rạ ở một người lớn tuổi nha, không phải tiền sử kinh nguyệt, thì em hãy nghĩ tới đường tiêu hóa nha. Em không tìm thấy cái nguyên nhân nào mà gây mất máu rỉ rạ thì em sẽ đường tiêu hóa. Nguyên nhân thường gặp nhất gây ra mất máu rỉ rạ ở một bệnh nhân lớn tuổi ở đường tiêu hóa đó chính là ung thư đại trực tràng hoặc là polyp đại tràng. Cho nên em sẽ cho bệnh nhân làm gì thì em sẽ cho bệnh nhân làm đó là tìm máu ẩn, xét nghiệm đó là tìm máu ẩn trong phân, siêu âm bụng, nội soi đại tràng nếu như có dấu hiệu nghi ngờ nha. Như vậy anh sẽ có một cái kết luận rất quan trọng, đó là nếu như mà thiếu máu do thiếu sắt nha, thì cái nguyên nhân mà thường gặp nhất gây ra thiếu máu do thiếu sắt đó là mất máu rỉ rạ. Nhưng em không tìm thấy được cái chỗ nào để giải thích cho cái sự mất máu rỉ rạ của bệnh nhân thì em hãy nghĩ ngay đến đường tiêu hóa. Dạ, em hãy nghĩ ngay đến đường tiêu hóa. Đó là toàn bộ về cái nội dung thiếu máu hồng cầu nhỏ, và anh kết luận lại đó là nếu như một bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu nhỏ trừ khi có các cái bằng chứng gì khác thì em hãy nghĩ tới thiếu máu do thiếu sắt nha, là đầu tiên. Và nếu như mà nghĩ tới thiếu máu do thiếu sắt trừ ở trẻ em phụ nữ mang thai thì trong bối cảnh của nội khoa thì em phải nghĩ tới một cái nguyên nhân gây ra mất máu rỉ rạ. Nếu như mà mất máu rỉ rạ mà em không tìm thấy cái tiêu điểm
thì em phải nghĩ tới cái tiêu điểm là đường tiêu hóa, đó là quy luật nhé. Và các em cứ giả định như vậy thì thôi, một chút anh sẽ cho các em cả cái ví dụ liên quan tới những cái tình huống khác nhau, chẳng hạn như là trong thiếu máu do bệnh lý mãn tính hoặc là khiếm khuyết tổng hợp protoporphyrin thì em sẽ quen thuộc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang thiếu máu hồng cầu to. Đây, đối với thiếu máu hồng cầu to, khi một bệnh nhân đến với em vì thiếu máu hồng cầu to thì em hãy nghĩ tới cho anh hai lý do. Thứ nhất đó là thiếu folate và thứ hai đó là thiếu vitamin B12, folate hay còn gọi là B9. Tại vì đây là hai cái chất cần thiết cho quá trình tổng hợp các cái tiền chất của DNA. Do đó nếu như thiếu các cái chất này thì tiền thân của hồng cầu nó sẽ tổng hợp được hemoglobin nhưng mà nó không nhân lên được, làm cho hồng cầu nó sẽ to và cái lượng hemoglobin trong một hồng cầu sẽ tăng lên. Liên quan tới vitamin B12 và axit folic thì B12 có nhiều trong thịt động vật, còn axit folic là có nhiều trong thực vật, nhất là trong các cái loại cây có nhiều lá. Vitamin B12 thì nó rất là khó thiếu, vì các em nhớ là cái nguồn dự trữ của vitamin B12 trong cơ thể rất là nhiều, nó có thể đủ cho chúng ta sử dụng trong thời gian vài năm. Do đó nếu như mà một người bình thường thì ít khi mà họ bị thiếu vitamin B12. Họ chỉ bị thiếu vitamin B12 nếu như họ ăn chay hoặc là nếu nếu ăn chay mà có trứng thì cũng không bị bị thiếu B12 nhé. Nếu như mà họ hoặc là họ bị thiếu máu, một cái thể mà người ta gọi là thiếu máu bất sản do tổn thương tế bào thận ở dạ dày. Tế bào này tiết ra một cái yếu tố mà người ta gọi là yếu tố nồi. Yếu tố nồi thì cần thiết cho cái quá trình hấp thu của vitamin B12. Hoặc là em nghĩ tới một cái bệnh có tên là bệnh Crohn. Bệnh Crohn là một cái bệnh nó liên quan tới cái đoạn cuối của hôi tràng. Vitamin B12 nó cũng được hấp thu ở đoạn cuối của hôi tràng. Hoặc là do loạn vi khuẩn. Có một cái nguyên nhân khác mà anh chưa ghi ở đây, đó là các cái rối loạn về cái enzyme tụy. Tại vì enzyme tụy cũng là một cái enzyme rất là cần thiết cho cái quá trình hấp thu của vitamin B12. Còn cái axit folic á, thì cái nguồn dự trữ trong cơ thể nó ít hơn so với vitamin B12, cho nên thì bệnh nhân có nguy cơ cao bị thiếu axit folic, tức là vitamin B9 hơn so với vitamin B12. Folic thì có rất là nhiều trong thực vật, cho nên những cái người mà sử dụng nhiều thực vật, nhất là các cái loại rau có lá, thì họ ít khi bị nguy cơ thiếu axit folic. Họ chỉ bị thiếu axit folic nếu như họ tăng nhu cầu, chẳng hạn như là trong trường hợp bệnh nhân trong trường hợp phụ nữ có thai hoặc cho con bú thì họ sẽ cần đến một cái lượng axit folic cao hơn. Khi đó thì chúng ta cần bổ sung axit folic cho bệnh nhân. Hoặc là bệnh nhân bị các cái dạng rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn như là loạn khuẩn trí hoặc là bệnh celiac, hoặc do họ sử dụng các cái thuốc ức chế folate, chẳng hạn như là 5-FU, methotrexate, bạc tím, hoặc là phenytoin là một cái thuốc chống động kinh. Hoặc một cái nguyên nhân thường gặp khác đó là do họ uống rượu. Rượu nó sẽ ức chế cái sự phóng thích của folate từ gan, và nó cũng ức chế cái sự hấp thu của axit folic. Nào tóm lại thì khi mà đứng trước một cái bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu to thì em phải nghĩ nhiều đến cái nguyên nhân gây ra thiếu axit folic nhiều hơn so với thiếu B12. Cho nên trên thị trường khi mà các em để ý các cái thuốc bổ máu á, chẳng hạn như là thuốc mà để bổ máu, thì một cái thuốc bổ nổi tiếng đó là tacbiferol thì nó có chứa B9, chứ ít khi các em thấy một cái thuốc bổ máu mà có chứa B12 ở bên trong. Thì có rất là nhiều các cái nguyên nhân mà anh đã liệt kê cho em, nhưng mà theo theo đánh giá của anh thì khi một bệnh nhân vào viện mà em tình cờ phát hiện thấy họ có thiếu máu hồng cầu to thì nguyên nhân thường gặp nhất đó là do uống rượu, và đó là cái nguyên nhân anh thường hay gặp liên quan tới thiếu máu hồng cầu to. Cho nên tất cả những cái bệnh nhân nào mà có thiếu máu hồng cầu to thì em cần phải hỏi về cái tiền sử uống rượu của họ. Còn còn đối với uống bia thì các em nhớ là chỉ có uống rượu mà ức chế hấp thu folate, còn trong bia thì chứa rất nhiều folate, cho nên những cái người nam họ uống bia thì họ thường là không dẫn đến thiếu axit folate. Còn cái phần thiếu máu hồng cầu bình thường thì anh sẽ không nói nhiều trong cái video của mình, vì đây là một thứ nhất là không có nhiều vấn đề để nói, và thứ hai đó là nếu nói thì nó rất là chuyên sâu, liên quan nhiều bệnh lý phức tạp đến huyết học. Trong bối cảnh bình thường thì khi một bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu bình thường thì em hãy tìm nguyên nhân gây ra thiếu máu cấp tính, thiếu máu tan máu, hoặc là cả cái bệnh lý liên quan tới rối loạn quá trình tổng hợp, rối loạn quá trình sinh rối loạn quá trình tổng hợp hồng cầu. Nhưng mà anh sẽ không nói cả cái vấn đề đó kỹ ở đây. Nói tóm lại là nếu như một bệnh nhân thiếu máu hồng cầu bình thường đến thì em hãy nghĩ tới mất máu cấp, suy tụy, bệnh lý về hồng cầu hoặc là thiếu máu về tan máu.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang một phần thứ ba, đó là chúng ta sẽ giải quyết một số các cái tình huống lâm sàng. Các cái tình huống này thì cũng đã có ở cái phần handout mà anh đã ở phía dưới phần description. Cho nên các em download nó về nha. Đối với từng tình huống lâm sàng thì các em sẽ ngưng cái video của mình lại, sau đó đọc kỹ tình huống lâm sàng và sau đó sẽ xem cái phần thảo luận đáp án của anh. Trong lúc trong lúc mà giải đáp thì anh sẽ có hỏi một số câu hỏi nào đó, thì đối với từng câu hỏi thì các em cũng nên ngưng video lại tại cả cái câu hỏi đó để trả lời cả cái để trả lời cả cái câu hỏi trước khi chúng ta tiếp tục tục với cái câu trả lời của anh nhá. Như vậy thì cái bài giảng nó mới hiệu quả, còn mà em cứ nghe nghe không cái phần mà phân tích của anh thì các em sẽ rất là khó nhớ nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái trường hợp lâm sàng thứ nhất, đó là một bệnh nhân nữ 35 tuổi đến gặp em vì triệu chứng mệt mỏi trong nhiều tháng. Cô ấy mang thai tuần thứ 24 và đây là đứa con thứ ba của cô ấy trong thời gian 3 năm. Cô ấy không đi khám bác sĩ sản khoa và không có sử dụng bất cứ cái loại vitamin hay là thuốc gì trong thời kỳ mang thai. Thời gian gần đây thì cô ấy biểu hiện một triệu chứng rất là lạ, đó là rất thèm ăn nước đá và ngoài ra thì không phát hiện gì khác. Tiền sử gia đình và tiền sử bản thân không có gì đặc biệt, không hút thuốc lá và không uống rượu. Khá lâm sàng cho thấy da niêm mạc nhợt nhạt, móng tay lõm hình thìa và em nghe thấy một cái tiếng thổi tâm thu 2/6 ở phía dưới bên trái của sinh nước, máu ẩn trong phân âm tĩnh. Và đây là cái kết quả công thức máu của bệnh nhân. Thì các em hãy nhìn một chút, các em có thể dừng lại slide một chút để xem cái kết quả công thức máu của bệnh nhân. Và bên này là anh cho các em xem cái hình ảnh móng tay, đây gọi là móng tay lõm hình thìa và đây là một cái triệu chứng bệnh nhân bị thèm nước đá. Rồi câu hỏi đầu tiên của anh đó là bệnh nhân này thiếu máu. Thể thiếu máu của bệnh nhân này là thiếu máu gì? Thiếu máu hồng cầu to, thiếu máu hồng cầu nhỏ hay là thiếu máu hồng cầu bình thường? Thì đây là một cái câu hỏi rất là dễ trả lời. Các em chỉ cần nhìn vào MCV. MCV của bệnh nhân này là 74, có nghĩa là bệnh nhân này bị được chẩn đoán là thiếu máu hồng cầu nhỏ. Đây là một cái câu hỏi rất là dễ nhé. Thứ hai, đó là nguyên nhân gây ra thiếu máu của bệnh nhân này là gì? Thì chúng ta có bốn nguyên nhân gây ra thiếu máu hồng cầu nhỏ mà anh đã đề cập, gồm có thiếu máu do thiếu sắt, thiếu máu trong bệnh lý mãn tính nha, sắt có được nhưng không sử dụng được do kẹt trong đại thực bào, đó gọi là thiếu máu nguyên bao sắt nha, do rối loạn tổng hợp protoporphyrin và thalassemia. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn vào tiền sử của bệnh nhân này, chúng ta nhìn vào tiền sử của bệnh nhân này sinh ba đứa con trong vòng 3 năm và hiện tại đang mang thai tuần thứ 24, nghĩa là bệnh nhân có cái sự tăng nhu cầu của sắt. Trong thời kỳ mang thai thì bệnh nhân bên cạnh sắt cho mình thì bệnh nhân còn cần sắt để bổ sung cho hồng cầu của nhau thai, hồng cầu của bào thai, cho nên bệnh nhân sẽ tăng nhu cầu, cho nên trong thời kỳ mang thai bệnh nhân cần được bổ sung thêm sắt. Bệnh nhân này có thai nhưng họ không đi khám thai đều đặn, cho nên bệnh nhân không được bổ sung thêm sắt và bệnh nhân biểu hiện triệu chứng hồng cầu nhỏ ở đấy chắc chắn là do thiếu máu do thiếu sắt. Do đó ở bệnh nhân này rõ ràng chúng ta sẽ chẩn đoán là thiếu máu do thiếu sắt nha. Và ở đây thiếu máu do thiếu sắt là do tăng nhu cầu, nhưng mà chúng ta do tăng nhu cầu và bệnh nhân này đó, chúng ta đã phát hiện ra một cái nguyên nhân gây ra thiếu máu do thiếu sắt cho bệnh nhân rồi, thì anh nghĩ chúng ta sẽ không nhất thiết phải đi sâu vào việc tìm cái nguyên nhân gây ra mất máu rỉ rả như anh đã trình bày ở cái slide trước đó nha. Câu hỏi tiếp theo của anh sẽ là RDW là gì? Câu hỏi tiếp theo của anh đó là RDW là gì? Đây là một cái chỉ số mà hồi nãy anh chưa phân tích cho mẹ em nha. RDW tên tiếng Anh của nó là Blood Cell Distribution Width, nếu dịch sang tiếng Việt đó là giải phân bổ hồng cầu. Vậy giải phân bổ hồng cầu là gì? Thì đây là một cái thuật ngữ mà người ta đặt cho nó một cái tên, người ta đặt cho nó một cái tên mà anh nghĩ nó rất là gây khó hiểu cho sinh viên. Bởi vì thực ra thì ý nghĩa của nó không phức tạp như cái tên của nó. Giải phân bổ hồng cầu có nghĩa là để chỉ về cái phân bổ của hồng cầu về mặt thể tích. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như hồng cầu phân bổ về mặt thể tích trên một diện rộng, nghĩa là có con to, con nhỏ, con to, con nhỏ và kích thước của nó không đều nhau thì giá trị của giải phân bổ hồng cầu sẽ tăng lên. Còn nếu như kích thước của hồng cầu nó phân bổ trong một diện hẹp, cả con hồng cầu nó có kích thước khá là giống nhau thì giá trị của giải phân bổ hồng cầu sẽ như thế nào? Nó sẽ giảm xuống.
nha. Cho nên anh giả dụ chúng ta nhìn vào hai cái bệnh nhân mà bệnh nhân sau đây của anh, em sẽ thấy có cái sự khác biệt như thế nào. Cái em sẽ thấy đó là hai bệnh nhân này đều có giá trị MCV là bằng nhau. MCV của hai bệnh nhân này đều là 74, có nghĩa là thể tích hồng cầu trung bình của cả hai bệnh nhân này là 74. Nhưng mà bệnh nhân số 1 có giá trị RDW là 20, tức là tăng, giá trị bình thường của nó là khoảng 14 đến 17. Bệnh nhân số 2 có giá trị RDW trong giới hạn bình thường. Nghĩa là bệnh nhân số 1 có cả cái hồng cầu phân bố trên một diện rộng, con to con nhỏ, kích thước của chúng không đều nhau. Còn bệnh nhân số 2 có kích thước của các hồng cầu tương đối là đều nhau nha. Cho nên các em đã hiểu được cái ý nghĩa của RDW chưa? Rất là đơn giản. Và tại vì sao anh nói là người ta đã đặt tên cho cái giá trị này là giải phân bố hồng cầu là một cái tên rất là khó hiểu? Bởi vì chúng ta có một cái giá trị bên toán học thống kê cũng tương tự như là cái giải phân bố hồng cầu như thế này. Các em có biết một cái giá trị nào đó bên toán thống kê mà người ta sử dụng để chỉ cái sự phân bố của các cái giá trị không? Ví dụ như điểm trung bình của lớp A và lớp B đều là 8. Nhưng mà lớp A thì các bạn á, có số điểm nó rất là không đồng đều nhau. Bạn thì 10 điểm, bạn thì 2 điểm. Và nếu như mà lớp A điểm không đồng đều nhau thì mặc dù điểm trung bình là 8 nhưng mà cái giá trị này sẽ tăng lên. Còn nếu như mà lớp B điểm trung bình cũng là 8 nhưng mà các bạn học rất là đều nhau, hầu hết các bạn đều được 8 điểm, có bạn 9, có bạn 7, thì giá trị lớp B nó sẽ giảm xuống. Có cái giá trị thống kê nào để cho chúng ta biết được cái sự phân bổ điểm của một cái giá trị trung bình nào đó? Thì anh hy vọng các em trả lời đó là độ lệch chuẩn hoặc là phương sai cũng được nha. Cho nên RDW nếu như mà hiểu một cách đơn giản thì các em hãy hiểu cho anh đó là RDW chính là độ lệch chuẩn về thể tích hồng cầu nha. Độ lệch chuẩn. Cho nên muốn gọi phương sai cũng được. Cho nên nếu như RDW tăng thì chứng tỏ là có con hồng cầu con to con nhỏ bất thường. Còn RDW giảm thì các cái hồng cầu tương đối đồng đều nhau. Và trên lâm sàng, ý nghĩa của nó là gì? Thì trên thực tế, nếu như mà cái nguyên nhân gây ra thiếu máu là những cái nguyên nhân có tính chất bẩm sinh, rối loạn sinh tủy, thì chúng ta sẽ có cả cái con hồng cầu nó có kích thước khá là đều nhau. Do đó RDW nó sẽ bình thường hoặc giảm. Nhưng mà nếu như thiếu máu do những cái nguyên nhân mắc phải, chẳng hạn như trong trường hợp của thiếu máu do thiếu sắt, thiếu máu do thiếu axit folic hoặc B12 chẳng hạn, thì cái con số này sẽ tăng lên. Tại vì sao như vậy? Tại vì anh giả sử trong trường hợp của một bệnh nhân bị thiếu máu do thiếu sắt, không phải là tất cả các cái tế bào hồng cầu đều bị thiếu sắt, sẽ có con thiếu, có con đủ. Cho nên trong thiếu máu do thiếu sắt, các em sẽ thấy hồng cầu của bệnh nhân sẽ có con to, con nhỏ, có con thì hồng cầu nhỏ, có con thì hồng cầu bình thường. Con nào mà có đủ sắt thì nó sẽ có kích con nào mà có đủ sắt thì nó sẽ có kích thước bình thường, còn con nào mà không có đủ sắt thì nó sẽ có kích thước nhỏ nha. Cho nên trong trường hợp của thiếu máu do thiếu sắt hoặc là thiếu máu do thiếu axit folic hoặc thiếu máu do thiếu B12 thì các em sẽ có cái giá trị RDW tăng. Như vậy quay trở lại thì bệnh nhân của chúng ta, trường hợp bệnh nhân của chúng ta, bệnh nhân này có RDW là tăng. Như vậy nó rất là phù hợp với một cái trường hợp đó là thiếu máu do thiếu sắt nha. Thiếu máu do thiếu sắt nha. Như vậy RDW là có ý nghĩa là như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục với hai câu hỏi, đó là bệnh nhân này có hai triệu chứng, đó là móng tay lõm hình thìa và nước đá. Và bệnh nhân rất là thèm nước đá. Móng tay lõm hình thìa thì đây là một cái triệu chứng mà trong rất là nhiều các cái textbook người ta chỉ mô tả nói chung cho mẹ em đó là một cái triệu chứng của thiếu máu hay thiếu màng màng gì đó. Thì các em nhớ cho anh là nó có thể gặp trong nhiều bệnh, nhưng liên quan tới thiếu máu thì thường gặp trong thiếu máu do thiếu sắt. Liên quan trong nhiều bệnh nhưng mà nếu như mà trong thiếu máu á, thì móng tay lõm hình thìa thường gặp trong thiếu máu do thiếu sắt. Và móng tay lõm hình thìa thì khác với móng tay dư trọng, anh nhắc lại cả cả nhiều em quên nhá. Móng tay hình dư trọng thì nó không lên, còn móng tay
À, hình thìa thì nó sẽ giảm xuống, móng tay hình dù trọng thì thường gặp trong các cái trường hợp suy hô hấp mạn nha. Một cái tình trạng thiếu oxy trường diện thì nó sẽ dẫn đến móng tay hình dù trọng. Còn trong thiếu sắt thì chúng ta sẽ có móng tay lõm hình thìa nha. Như vậy đây là hai cái thuật ngữ rất là khác nhau. Còn bây giờ anh sẽ giải thích cho mẹ em về một cái triệu chứng của bệnh nhân này, đó là bệnh nhân này rất là thèm nước đá. Thì đây chỉ là một cái triệu chứng bình thường trong thiếu máu do thiếu sắt nha. Còn các anh chỉ cần nhớ như vậy, còn người ta cũng không giải thích được lý do tại vì sao. Chỉ cần biết đó là một cái biểu hiện về mặt tâm thần ở những người bệnh nhân bị thiếu máu thiếu sắt. Nhẹ thì họ chỉ có thèm nước đá, còn nếu như mà nặng á, thì bên cạnh thèm nước đá thì họ còn thèm ăn và nhai các cái loại như là đất sét, đá hoặc là giấy. Cho nên ở đây là bệnh nhân hay thèm nước đá thì cũng là một cái dấu hiệu của thiếu máu do thiếu sắt. Và dĩ nhiên đây là một cái triệu chứng về mặt tâm thần, cho nên bên cạnh thiếu máu do thiếu sắt thì các em còn có thể gặp cái triệu chứng này trong rất là nhiều các cái bệnh lý tâm thần khác. Và người ta gọi đây là triệu chứng PK nha, như anh ghi ở đây cho mẹ em nhé. Tức là thèm ăn những cái thứ rất là bất thường. Rồi, còn bệnh nhân này có thêm một cái triệu chứng nữa, đó là tiếng phổi tâm thu tổng máu. Có hai lý do chúng ta giải thích cho cái triệu chứng này của bệnh nhân. Nếu như các em nghe một tiếng phổi tâm thu ở một phụ nữ có thai thì đó là một cái chuyện hoàn toàn bình thường. Tại vì hồi nãy anh có nói cho mẹ em một cái vấn đề ở một bệnh nhân, một cái phụ nữ mang thai, đó là thường là họ sẽ có cái sự tăng gấp đôi thể tích huyết tương của mình, cho nên máu của họ sẽ bị hoa loạn. Máu của bị hoa loạn thì sẽ giảm độ quặn của máu và nó sẽ gây ra tiếng thổi tâm thu cơ năng. Bên cạnh đó thì bệnh nhân này còn bị thiếu máu và điều này nó góp phần vào sự giảm độ quặn của máu của bệnh nhân và làm cho bệnh nhân có tiếng thổi tâm thu cơ năng. Như vậy đây là một cái tình huống rất là đơn giản nhưng mà rất hay và giải thích cho các em rất là nhiều thứ mà em gặp phải trong trường hợp một bệnh nhân bị một phụ nữ mang thai bị thiếu máu do thiếu sắt nha, bao gồm triệu chứng như thế nào, phân tích các cái chỉ số hồng cầu như thế nào. Anh tiếp tục với cái ca lâm sàng số 2. Một bệnh nhân nữ 18 tuổi được bác sĩ tuyến dưới chuyển lên em để mà khám và điều trị. Thì 2 năm trước bệnh nhân này đến với một bác sĩ khác với một cái triệu chứng đó là mệt mỏi và mệt mỏi và yếu. Và kết quả công thức máu của bệnh nhân tại thời điểm đó, thì trước khi mà qua cái slide tiếp theo thì anh sẽ phân tích một chút về cái kết quả này. Bệnh nhân này có MCV giảm nha, hemoglobin giảm, MCV giảm, RDW tăng, thì máu hồng cầu nhỏ nha. Bệnh nhân này sau đó được định lượng ferritin huyết thanh và sắt huyết thanh. Anh nhắc lại một chút, đó là ferritin huyết thanh thì người ta dùng để làm gì? Ferritin huyết thanh thì người ta sử dụng để định lượng về cái dự trữ sắt trong cơ thể. Còn định lượng sắt huyết thanh là để sử dụng để định lượng sắt lưu hành trong máu nha. Như vậy bệnh nhân này định lượng nồng độ ferritin và sắt huyết thanh đều giảm, chứng tỏ là bệnh nhân này vừa giảm cái dự trữ sắt và vừa giảm sắt lưu hành trong huyết tương. Anh thêm cả cái thông tin khác của bệnh nhân này, đó là bệnh nhân này không có tiền sử xuất huyết tiêu hóa. Thêm vào đó, khi được hỏi về cái chu kỳ kinh nguyệt á, thì bệnh nhân khai là chu kỳ kinh nguyệt đều và không hề có cái sự tăng lượng máu trong chu kỳ kinh nguyệt thời gian gần đây. Chế độ ăn thì hoàn toàn bình thường. Bệnh nhân này lúc đó được cho truyền máu và được bổ sung thêm sắt và cho uống thuốc sổ giun, và bệnh nhân đáp ứng rất tốt. Cái nồng độ hemoglobin của bệnh nhân tăng lên là 12,9 gram trên decilit. Các triệu chứng cũng được cải thiện và bệnh nhân này ngưng việc bù sắt vào thời điểm năm ngoái. Tuy nhiên lần này thì bệnh nhân vào viện để theo dõi thì làm lại kết quả công thức máu của bệnh nhân là như sau. Rồi cái kết quả công thức máu lần thứ hai của bệnh nhân này cũng tương tự như là lần thứ nhất, mặc dù hemoglobin có tăng nhưng mà em sẽ thấy là MCV và RDW của bệnh nhân vẫn giảm. Bệnh nhân được làm lại thêm một cái xét nghiệm, đó là sắt huyết thanh và ferritin huyết thanh thì nó cũng thấp, và bệnh nhân này được cho đi làm điện ghi hemoglobin thì thấy bình thường. Tiền sử không có tiền sử gì rõ ràng hết, siêu âm bụng bình thường. Câu hỏi tiếp theo của anh đó là anh chỉ định gì tiếp theo trên bệnh nhân này. Dĩ nhiên thì cái bệnh sử của bệnh nhân này vẫn còn khá là dài tiếp theo ở phía sau, nhưng mà anh sẽ dừng lại ở đây để anh hỏi các em và chúng ta sẽ phân tích về cái tình hình của bệnh nhân này. Thì khi mà anh đặt một cái câu hỏi nào đó thì các em hãy ngưng video lại, sau đó thử trả lời câu hỏi và sau đó tiếp tục cái video của anh. Anh sẽ phân tích lại từng đoạn. Rồi.
Như vậy thì đây là một bệnh nhân nữ 18 tuổi đến với em khám, và khi xét nghiệm thì thấy kết quả đó là một cái bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu nhỏ. Về mặt dịch tễ học thì như anh đã nói, nếu như một bệnh nhân không có tiền sử gì đặc biệt mà vào viện với thiếu máu hồng cầu nhỏ thì em sẽ phải luôn giả định là bệnh nhân này bị thiếu máu do thiếu sắt, và hãy tìm một cái nguyên nhân nào đó liên quan tới mất máu rỉ ra. Khác với bệnh nhân số 1 là bệnh nhân số 1, số bệnh nhân này không mang thai, còn cái bệnh nhân số 1 hồi nãy của chúng ta là một cái bệnh nhân mang thai nhá. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cố gắng hết sức để mà chúng ta tìm cho ra được bệnh nhân này có bị mất máu rỉ ra hay không nhá. Và bệnh nhân này sẽ nghiệm sắt huyết thanh cũng giảm và ferritin huyết thanh cũng giảm. Thì em nhớ là ferritin là để chúng ta đánh giá về cái nguồn dự trữ sắt trong cơ thể, còn sắt huyết thanh là để đánh giá về cái sắt lưu hành nha. Bệnh nhân này vừa giảm sắt huyết thanh, vừa giảm sắt lưu hành, vừa giảm sắt dự trữ, như vậy đây là một cái trường hợp thiếu máu do thiếu sắt. Và mục tiêu của chúng ta sẽ là chúng ta sẽ tìm cái nguyên nhân gây ra mất máu rỉ rả trên bệnh nhân này. Nếu một bệnh nhân 18 tuổi bị mất máu rỉ rả thì cái nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta nghĩ tới đó là gì? Đó chính là kinh nguyệt nha. Cho nên câu hỏi đầu tiên mà chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho bệnh nhân đó là chúng ta sẽ hỏi về chu kỳ kinh nguyệt của họ như thế nào. Khi bệnh nhân này khai là kinh nguyệt của họ bình thường, họ không có rung kinh, đa kinh gì đó trong thời gian gần đây, có nghĩa là nếu như mà chúng ta đã loại trừ được cái nguyên nhân là kinh nguyệt rồi thì chúng ta không còn cái nguyên nhân gì bên ngoài có thể nhìn thấy được gây ra tình trạng mất máu rỉ rả cho bệnh nhân. Thì như anh đã trình bày, khi các em không tìm thấy được cái nguyên nhân gây ra mất máu rỉ rả thì hãy luôn nghĩ đến đường tiêu hóa. Và câu hỏi thứ hai mà ta đặt ra cho bệnh nhân này đó là bệnh nhân có các triệu chứng của xuất huyết tiêu hóa hay không, ví dụ như nôn ra máu hoặc là đi cầu ra máu nha, nôn ra máu hoặc là đi cầu ra máu hoặc là đi cầu phân đen chẳng hạn. Đi cầu phân đen bệnh nhân này khai là cũng không có, cho nên cái thời điểm cách đây 2 năm bác sĩ khám và điều trị cho bệnh nhân này không nghĩ đến những cái nguyên nhân ở đường tiêu hóa hoặc là kinh nguyệt gây ra thiếu máu do thiếu sắt của bệnh nhân này. Sau đó thì bệnh nhân này được hỏi về chế độ ăn thì rõ ràng là chế độ ăn của bệnh nhân này cũng không phải là chế độ ăn hoàn toàn bình thường, không có lý do gì bệnh nhân này bị thiếu máu do thiếu sắt. Nhưng mà cách đây 2 năm thì bệnh nhân là khoảng 16 tuổi thì chúng ta cũng có thể nghĩ tới cái vấn đề về chế độ ăn. Tại vì cái độ tuổi đang lớn thì họ có thể có một cái nhu cầu sắt nhiều hơn so với bình thường. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại sau khi được bổ sung sắt, bệnh nhân đã lên 18 tuổi rồi mà bệnh nhân vẫn bị thiếu máu do thiếu sắt thì chúng ta vẫn phải kiên trì với việc đó là tìm cho ra cái nguyên nhân gây ra mất máu rỉ rả. Và anh hy vọng là các em nhớ điều đó. Chắc nguyên nhân thiếu máu do thiếu sắt liên quan đến chế độ ăn thì đúng là có gặp ở những cái đối tượng có sự tăng nhu cầu sắt, ví dụ bệnh nhân tuổi đang lớn giống như cái bệnh nhân này cách đây 2 năm, phụ nữ có thai, nhưng mà khi đã lớn lên rồi thì thiếu máu do thiếu sắt không phải là cái nguyên nhân thường gặp nhất gây ra thiếu sắt nữa. Cho nên lúc đó, tức là cách đây 2 năm, bác sĩ chưa nghĩ tới cái nguyên nhân nào cụ thể gây ra thiếu máu do thiếu sắt cho bệnh nhân này, cho nên bệnh nhân chỉ được điều trị để giải quyết một vấn đề, đó là họ được truyền máu và bổ sung sắt trong thời gian 1 năm. Nhưng mà các em để ý là ông bác sĩ cách đây 2 năm ông cũng rất là cẩn thận, đó là bên cạnh việc bổ sung sắt thì ông cũng cho bệnh nhân luôn thuốc sổ dung để mà loại trừ luôn cái nguyên nhân đó là bệnh nhân này có thể bị dung móc. Vậy là chúng ta đã giải quyết được hầu hết vấn đề và bệnh nhân này bây giờ lại vào viện trở lại vì triệu chứng và xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bị thiếu máu do thiếu sắt trở lại. Vậy câu hỏi bây giờ của anh sẽ là em làm gì, em chỉ định gì tiếp theo nha. Thì câu trả lời luôn luôn là khi nào không tìm thấy nguyên nhân gây ra chảy máu thì hãy nghĩ đến đường tiêu hóa nha. Thì hãy nghĩ đến đường tiêu hóa. Và một cái vấn đề mà các em phải luôn luôn nhớ đó là không phải lúc nào xuất huyết tiêu hóa thì bệnh nhân đều cảm nhận được. Do đó bệnh nhân khai với em là họ không có đi cầu ra máu thì không có nghĩa là họ không đi cầu ra máu, mà chúng ta phải xét nghiệm để chứng minh là bệnh nhân có đi cầu ra máu hay không. Vậy làm sao để chúng ta có thể tìm thấy cái nguyên nhân được bệnh nhân này có bị
có bệnh nhân này có bị có máu ở trong phân hay không. Chúng ta sẽ cho bệnh nhân làm một cái xét nghiệm, đó là xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân. Và kết quả là trong 3 mẫu xét nghiệm á, thì bệnh nhân này có một cái mẫu xét nghiệm dương tính. Vậy nếu như mà bệnh nhân có một mẫu xét nghiệm dương tính thì em sẽ cho bệnh nhân chỉ định gì tiếp theo nha. Thật đơn giản là nếu như mà bệnh nhân có một cái bằng chứng cho thấy là bệnh nhân này có kỳ tiêu điểm xuất huyết đường tiêu hóa thì xét nghiệm tiếp theo mà em sẽ đề nghị cho bệnh nhân này đó là chúng ta sẽ tiến hành cả cái xét nghiệm hình ảnh học để thăm dò về hệ tiêu hóa. Và hai xét nghiệm dễ thực hiện nhất và hầu hết cả cái bệnh viện có thể thực hiện đó là nội soi dạ dày và nội soi đại tràng, và đây chính là hai xét nghiệm tiếp theo mà bệnh nhân này được chỉ định. Dạ, thì kết quả bệnh nhân này nội soi dạ dày á, bệnh nhân này được nội soi dạ dày trước, không có cái thương tổn nào ở dạ dày tại tràng. Tuy nhiên khi bệnh nhân bị được nội soi đại trực tràng thì phát hiện thấy có một cái polyp đại tràng đang chảy máu, có một cái polyp đại tràng đang chảy máu, và đây chính là cái nguyên nhân gây mất máu rỉ rả cho bệnh nhân này, và bệnh nhân bị thiếu máu do thiếu sắt là do tình trạng này gây ra. Như vậy qua cái ca lâm sàng này chúng ta rút được một số các cái bài học liên quan tới một cái bệnh nhân bị thiếu máu nha. Thì anh nhấn mạnh lại một cái lần nữa, đó là khi bệnh nhân vào viện với thiếu máu hồng cầu nhỏ thì nguyên nhân thường gặp nhất là thiếu máu do thiếu sắt, cho nên các em hãy tìm cả cái nguyên nhân gây ra thiếu máu do thiếu sắt trừ khi có những cái bằng chứng nghĩ đến những cái bệnh lý khác, được chưa? Thứ hai đó là sau tuổi thiếu niên ở tuổi trưởng thành thì thiếu máu do thiếu sắt do chế độ ăn là nguyên nhân rất ít gặp nha. Những bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu nhỏ mà nghĩ đến thiếu máu do thiếu sắt thì chúng ta cần tìm cái nguyên nhân gây ra mất máu rỉ rả, và nếu như không tìm thấy cái nguyên nhân gây ra mất máu rỉ rả thì hãy nghĩ đến đường tiêu hóa, và chúng ta sẽ làm cả cái xét nghiệm thăm dò xuất huyết đường tiêu hóa, chẳng hạn như là tìm máu ẩn trong phân, nội soi dạ dày và nội soi đại tràng vân vân nha. Như vậy đây là một cái ca lâm sàng để mà giúp cho các em có thể có cái định hướng để mà tiến hành cả cái thăm dò khi các em đứng trước một cái bệnh nhân bí. Ca lâm sàng số 3. Một bệnh nhân nữ 69 tuổi, hậu mãn kinh đến với em khám vì triệu chứng đau ở hạ xương phải, đau âm ỉ. Đau âm ỉ. Bệnh nhân này không biểu hiện triệu chứng tiêu chảy, táo bón, sụt cân hoặc là xuất huyết tiêu hóa gì cả. Và bệnh nhân được cho làm công thức máu. Ở cái hình bên bên tay phải đó là cái công thức máu của bệnh nhân. Bệnh nhân được siêu âm bụng và CT scan ở bụng đều không thấy gì bất thường. Câu hỏi sẽ là em chỉ định gì tiếp theo? Thì để trả lời câu hỏi này, trước hết là chúng ta đọc công thức máu. Vì bệnh nhân này tiên sử nó không có gì đặc biệt cả. Tiên sử của bệnh nhân này không có gì đặc biệt. Và anh nghĩ các em cũng sẽ không khó khăn khi đọc công thức máu, tại vì ở đây là trường hợp của một bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu nhỏ. Bệnh nhân có một trường hợp thiếu máu hồng cầu nhỏ. Thiếu máu hồng cầu nhỏ thì nguyên nhân thường gặp nhất sẽ là thiếu máu do thiếu sắt. Một bệnh nhân nữ 69 tuổi thì em còn nghĩ đến cả cái nguyên nhân khác gây ra thiếu máu do thiếu sắt hay không, chẳng hạn như thiếu máu nguyên bao sắt, hay là thiếu máu trong bệnh lý mãn tính, hay là thalassemia. Anh thấy thì bệnh nhân cũng không có tiền sử gì và cũng không có lý do gì chúng ta nghĩ tới cả cái bệnh lý đó. Và như anh đã nói ở trên, trừ khi có cái bằng chứng rõ ràng về một cái bệnh lý nào đó thì còn lại chúng ta sẽ phải nghĩ đến một cái trường hợp thiếu máu do thiếu sắt ở một bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu nhỏ. Và nhất là trong trường hợp một cái bệnh nhân lớn tuổi, nhất là những cái trường hợp bệnh nhân lớn tuổi, ví dụ như là bệnh nhân này của chúng ta, tại vì có một cái nguyên nhân chúng ta cần phải loại trừ cho bệnh nhân khi em bắt gặp một bệnh nhân lớn tuổi bị thiếu máu hồng cầu nhỏ. Đó là thiếu máu do thiếu sắt thì nguyên nhân thường gặp nhất gây ra thiếu máu do thiếu sắt là mất máu rỉ rả. Mà em không tìm thấy được cái nguyên nhân gây ra mất máu ở bên ngoài thì chúng ta sẽ nghĩ tới một bệnh nhân bị lớn tuổi mà bị mất máu rỉ rả và không tìm thấy cái nguyên nhân nào thì chúng ta hãy nghĩ đến đường tiêu hóa. Và nguyên nhân thường gặp nhất gây ra chảy máu rỉ rả ở đường tiêu hóa trên một bệnh nhân 69 tuổi đó là ung thư đại trực tràng nha. Và bên cạnh đó chúng ta cũng không được quên dung mốc nha, trong bối cảnh của dung mốc trong bối cảnh của dịch tễ học của chúng ta. Và mất máu rỉ rả qua đường tiêu hóa thì cái xét nghiệm tiếp theo mà em sẽ làm cho bệnh nhân đó là
tìm máu ở trong phân. Và kết quả tìm máu ở trong phân của bệnh nhân này đó là âm tính cả 3 lần. Và câu hỏi tiếp theo sẽ là xét nghiệm gì em sẽ đề nghị tiếp theo nha. Cho nên thì anh nghĩ câu trả lời cũng khá là đơn giản. Bệnh nhân này sau đó được tiến hành cả cái xét nghiệm cao cấp hơn, đó là bệnh nhân được nội soi trực tràng bằng ống nội soi ống nội soi trực tràng nhé. Bệnh nhân này được nội soi trực tràng và đại tràng sigma bằng ống nội soi mềm, và bệnh nhân cũng được nội soi dạ dày, và bác sĩ nội soi dạ dày cũng khảo sát rất là kỹ ở vùng tá tràng và không cho thấy gì bất thường. Bệnh nhân này sau đó được cho sổ dung và uống viên sắt giống y chang như là bệnh nhân số 2 nha. Như vậy giống như là một quy luật, nếu như mà chúng ta đã tìm hết sức mà không tìm thấy nguyên nhân thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân thử điều trị viên sắt và thuộc sổ dung. Tuy nhiên đối với bệnh nhân này chúng ta thấy kết quả nó không cải thiện nhiều, và bây giờ bệnh nhân vào viện vì một cái triệu chứng tương tự, và kết quả công thức máu tại thời điểm hiện tại của bệnh nhân thì nó cũng giống y chang như là cái kết quả mà lúc bệnh nhân vào viện trước đó. Yeah. Bệnh nhân này lúc này được định lượng sắt huyết thanh và ferritin huyết thanh cả hai đều giảm. Nếu như mà cả hai đều giảm thì em nghĩ tới em nghĩ tới cái gì? Nếu cả hai đều giảm thì anh sẽ cho mẹ em một cái bản tóm lược về cái xét nghiệm sắt huyết thanh và ferritin huyết thanh. Nếu em định lượng cả hai đều giảm thì em hãy nghĩ tới thiếu máu do thiếu sắt. Còn nếu như em định lượng sắt giảm mà ferritin huyết thanh tăng thì em hãy nghĩ tới cái nguyên nhân nào đó làm cho đại thực bào giữ sắt ở bên trong cả cái nguồn dự trữ của nó và không để sắt đi ra ngoài. Thì cái bệnh lý nào làm cho sắt được giữ lại ở bên trong mà nó không không thể đi ra ngoài? Đó chính là thiếu máu trong cả cái bệnh lý mãn tính. Còn nếu như em định lượng sắt cũng tăng mà ferritin huyết thanh cũng tăng thì em hãy nghĩ tới thiếu máu do nguyên bao sắt. Tại vì sao lại như vậy? Tại vì trong thiếu máu nguyên bao sắt thì sắt nó đi vào bên trong tủy thể, nó không gắn được với protoporphyrin thì sắt nó sẽ ứ đọng lại đó. Sắt ứ đọng thì nó sẽ, sắt là một cái gốc tự do, một cái free radical, thì nó sẽ phá vỡ cái tế bào đó. Nó phá vỡ tế bào đó thì sắt nó lại đi ra ngoài máu. Rồi khi sắt nó đi ra ngoài thì nó sẽ đưa cả cái đại thực bào nó thực bào trở lại. Cho nên trong cái trường hợp thiếu máu nguyên bao sắt, tức là do rối loạn tổng hợp protoporphyrin ấy, thì các em sẽ thấy một cái hiện tượng đó là sắt tăng và ferritin huyết thanh huyết tương đều tăng. Còn trong trường hợp sắt bình thường và ferritin bình thường thì em sẽ nghĩ tới cái bệnh thalassemia mới phát hiện. Còn bệnh thalassemia mà cái giai đoạn mà sau truyền máu á, thì sắt và ferritin huyết thanh lại tăng. Tại vì khi mà bệnh nhân thalassemia được truyền máu thì truyền máu tương đương với truyền sắt nha. Như vậy trong bệnh nhân của chúng ta em sẽ thấy đó là bệnh nhân được làm sắt huyết thanh và ferritin huyết thanh đều giảm. Vậy không có lý do gì mà chúng ta không nghĩ tới một cái trường hợp thiếu máu do thiếu sắt ở bệnh nhân này. Và chúng ta cần làm gì tiếp theo đây? Yeah. Và bệnh nhân này được làm lại xét nghiệm máu ở trong phân lần thứ hai, tức là cũng làm một lần 3 mẫu. Tuy nhiên kết quả vẫn là âm tính. Nếu như kết quả vẫn âm tính theo kết quả ở trên, kết quả vẫn âm tính thì em sẽ nghĩ làm gì tiếp theo? Một bệnh nhân em nghĩ tới mất máu rỉ rả liên tục, thiếu máu do thiếu sắt như vậy, chúng ta còn nghĩ tới những cái nguyên nhân nào gây ra thiếu máu do thiếu sắt ở bệnh nhân này nữa không? Bên cạnh cái mất máu rỉ rả, kém hấp thu chẳng hạn nha. Bệnh nhân này có một cái triệu chứng đó là đau mơ hồ ở vùng hạ xương phải. Thì hạ xương phải đó là cái vùng của gan, nhưng mà nếu như tính về ruột á, thì cái vùng hạ xương phải là có cơ quan nào? Nếu tính về ruột thì hạ xương phải là có tá tràng, mà kém hấp thu ở tá tràng lại là nơi hấp thu sắt. Cho nên ở đây chúng ta có một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên, đó là bệnh nhân này vừa bị đau ở vị trí của hạ xương phải, và đó là vị trí của
là nơi hấp thu sắt nha. Các em nhớ cái vị trí hấp thu của các chất để chúng ta có thể loại trừ được các cái bệnh lý. Trong đó tả tràng thì hấp thu sắt, họng tràng thì hấp thu axit folic, còn hồi tràng thì hấp thu vitamin B12 nha. Tả tràng thì có cái bệnh lý gì thì nó có thể ảnh hưởng đến cái quá trình hấp thu sắt, ví dụ như là bệnh celiac chẳng hạn nha. Celiac là một cái bệnh mà trong đó bệnh nhân có bất dung nạp với một cái chất gọi là gluten. Em biết gluten để làm gì không? Gluten là một cái protein có trong lúa mì, yến mạch và lúa mạch. Nó được các cái thợ làm bánh sử dụng để mà tạo độ dẻo cho bánh nhá. Nhưng mà nếu như mà bệnh nhân bị bệnh celiac thì ít ra bệnh nhân cũng sẽ có cái rối loạn tiêu hóa ở một cái mức độ nào đó. Bệnh nhân này có một cái triệu chứng gợi ý bệnh celiac đó là bệnh nhân có đau mơ hồ vùng hạ xương phải và thiếu máu do tiểu sắt nha, là vị trí của tả tràng. Tuy nhiên trong quá trình nội soi dạ dày như anh đã cung cấp thông tin đó là bệnh nhân này được bác sĩ nội soi khảo sát kỹ ở vùng tả tràng thì cũng không có cái thương tổn gì ở đây cả. Vậy là nếu như mà bệnh nhân bị bệnh celiac thì bệnh nhân sẽ phải có một vài triệu chứng nào đó liên quan tới bất dung nạp gluten, chẳng hạn như khi mà bệnh nhân bị ăn bánh mì hoặc là cả cái sản phẩm từ lúa mạch, lúa mì thì bệnh nhân sẽ bị trướng bụng và đi chạy nha. Nhưng mà bệnh nhân này thì hoàn toàn không có cả cái triệu chứng nào nào là liên quan tới cái bệnh lý này, cho nên chúng ta sẽ không nghĩ tới nhiều tới cái bệnh lý này. Liên quan tới cái xét nghiệm tim mạch ở trong phân thì đây là một xét nghiệm thật sự nó không nhạy cho lắm. Nếu anh cho các em cái con số thì chắc chắn rất là nhiều các em sẽ bất ngờ. Đó là có khoảng nó để mà nó có độ nhạy là khoảng 6,2% trong việc xác định ung thư. Con số này quá nhỏ cho nên tim mạch ở trong phân chỉ được đưa vào một cái xét nghiệm gọi là xét nghiệm sàng lọc, chứ nó không phải là một cái xét nghiệm để chẩn đoán. Xét nghiệm sàng lọc có nghĩa là chúng ta có quyền không tin kết quả đó nha. Vậy em nghĩ là người ta sẽ làm gì tiếp theo cho bệnh nhân này? Và bệnh nhân này sau đó được nội soi đại tràng. Lần trước á, là nội soi trực tràng và đại tràng xích mang, còn bây giờ là bệnh nhân được nội soi đại tràng toàn bộ. Và kết quả của bệnh nhân là họ thấy một cái nốt adenoma dạng tuyến ở cái khu vực của đại tràng lên và họ xử lý bằng thắt lạnh, nhưng mà bên cạnh đó thì có một cái vùng tổn thương niêm mạc phẳng có chảy máu ở khu vực của manh tràng. Và bệnh nhân được sinh thiết thì cho thấy có cái tình trạng loãng xạ biểu mô, và đây chính là cái nguyên nhân gây ra mất máu rỉ rả cho bệnh nhân này. Bệnh nhân sau đó được phẫu thuật cắt 1/2 đại tràng qua nội soi và kết quả khẳng định đây chính là ung thư ha. Như vậy các em thấy là khi mà chúng ta đọc cái công thức máu nó rất là có giá trị. Chỉ cần chúng ta đọc được công thức máu là chúng ta có thể chẩn đoán được cho cái bệnh nhân này là bị ung thư, phát hiện được bệnh sớm và bệnh nhân có thể được điều trị thành công ở giai đoạn sớm nha. Và qua ca này chúng ta rút ra được một số qua ca này thì chúng ta rút ra được qua cái này chúng ta rút được một số các cái bài học sau đây. Đó là các em phải luôn luôn nghi ngờ về một cái tình trạng mất máu rỉ rả ở một bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu nhỏ, thì anh luôn nhắc đi nhắc lại cái câu này nhé. Nếu như mà chúng ta không tìm thấy nguyên nhân mất máu rỉ rả thì các em hãy tìm tới đường tiêu hóa. Xét nghiệm tim mạch bằng trong phân là một xét nghiệm sàng lọc nên được tiến hành đầu tiên, nhưng nếu như mà nó âm tính thì nó cũng không phải là một cái xét nghiệm đáng tin cậy. Nội soi dạ dày và nội soi đại tràng là những xét nghiệm nên được chỉ định nếu như chúng ta vẫn không tìm thấy nguyên nhân gây mất máu rỉ rả nha. Và chúng ta phải kiên trì tìm nguyên nhân từ đường tiêu hóa nếu chúng ta vẫn nghĩ đến thiếu máu do mất máu rỉ rả. Đó là cái bài học từ cái bài cái ca lâm sàng này của chúng ta. Và ở ở bệnh nhân này may mà chúng ta tìm thấy một cái khối u xù ở vị trí của đại tràng lên ở vùng manh tràng, chứ nếu như mà chúng ta không tìm thấy nguyên nhân gây ra chảy máu ở đó thì có thể chúng ta cho bệnh nhân làm luôn cả siêu âm nội soi, tức là ý anh là nội soi luôn cả ruột non để tìm cái nguyên nhân gây ra chảy máu. Ví dụ như ở trẻ em thì có hai nguyên nhân có thể gây ra chảy máu ở ruột non mà chúng ta có thể không có thể phát hiện được qua nội soi đại tràng và nội soi dạ dày, đó là chảy máu túi thừa Meckel và cả cái dị dạng mạch máu ở ruột non. Thì đây cũng là những cái nguyên nhân có thể gây ra
ra chảy máu, và nếu như chúng ta không tìm thấy cái nguyên nhân chảy máu từ đại tràng hoặc là dạ dày thì nhiều khi chúng ta sẽ phải nội soi ruột non để mà chúng ta tìm cái nguyên nhân gây ra chảy máu nha. Rồi đây là một cái trường hợp lâm sàng khá là hay, và khi người ta kiên trì với cái việc tìm tìm nguyên nhân chảy máu đường tiêu hóa thì người ta đã phát hiện ra thấy bệnh nhân này bị ung thư đại tràng. Ca lâm sàng số 4. Một bệnh nhân nam 15 tuổi, không có tiền sử là gì đặc biệt. Dạo gần đây thì bệnh nhân này chỉ cảm thấy là người máu mệt cho nên đi khám thôi. Tiền sử thì cũng có gì đặc biệt cả. Và kết quả cần lâm sàng là như anh trình bày cho các em ở đây nha. Thì anh lướt qua một chút thì rõ ràng đây cũng là một cái tình huống bệnh nhân này bị thiếu máu hồng cầu nhỏ. Ngoài ra thì chúng ta không tìm thấy bất cứ cái nguyên nhân gì nữa nha. Cho nên bác sĩ cho rằng đứa trẻ này bị thiếu máu do thiếu sắt và cho chỉ định thêm một vài xét nghiệm khác để chẩn đoán tiêu điểm thiếu máu do thiếu sắt, bao gồm xét nghiệm máu ẩn trong phân, kết quả thì âm tính. Bác sĩ cho bệnh nhân này viên sắt về uống kèm theo thuốc sổ giun. Sau 2 tháng được điều trị với viên sắt, bệnh nhân này vẫn còn mệt và kết quả xét nghiệm lần này vẫn cho thấy là giống y hệt như lần trước nha. Xét nghiệm lần này dùng giống y hệt như lần trước. Như vậy khác với những cái bệnh nhân ở trên thì chúng ta thấy là bệnh nhân này là một bệnh nhân trẻ bị thiếu máu hồng cầu nhỏ, và bệnh nhân này được bác sĩ cho chỉ định thuốc sổ giun và sắt, nhưng mà tình hình nó không có cải thiện lắm. Chúng ta dừng ở đây và chúng ta thảo luận đặt tình huống là bây giờ chúng ta không có xét nghiệm ferritin và định lượng sắt huyết thanh. Đặt tình huống là các em chỉ nhìn vào cái xét nghiệm thường quy của bệnh nhân và các em chỉ thấy đó là bệnh nhân này bị thiếu máu hồng cầu nhỏ. Dĩ nhiên thì giống như anh đã nói, khi mà em thấy một cái bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu nhỏ thì cũng giống như ông bác sĩ kia, nghĩ ngay đến nguyên nhân thường gặp nhất, đó là thiếu máu do thiếu sắt. Ngoài ra cả cái nguyên nhân khác là cả cái nguyên nhân hiếm gặp nha. Đứa trẻ này không bị bệnh lý mãn tính, không có lý do gì chúng ta nghĩ tại bệnh thiếu máu nguyên bao sắt. Và thiếu máu do thiếu sắt ở một đứa trẻ 15 tuổi thì có thể chúng ta nghĩ tới hai nguyên nhân, đó là do chế độ ăn. Vì anh đã nói là những cái đứa trẻ mà trong độ tuổi đang lớn thì nguyên nhân có thể là do chế độ ăn, vì trẻ đang trong giai đoạn phát triển nhu cầu sắt của trẻ sẽ cao hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng không loại trừ cái nguyên nhân khác, có thể là mất máu qua đường tiêu hóa, và bệnh nhân này đã được xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân âm tính, và bác sĩ cũng sẽ cùng cho bệnh nhân này uống viên sắt và bên cạnh đó là cho thêm thuốc sổ giun nữa, thì đây là một cái chỉ định hoàn toàn hợp lý. Và bây giờ chúng ta đánh giá tiếp sau 2 tháng uống viên sắt thì tình trạng của bệnh nhân hoàn toàn là không có chút gì cải thiện hết. Tại vì sao lại như vậy nha? Thì anh sẽ cho các em so sánh hai kết quả xét nghiệm. Kết quả của bệnh nhân số 1 là bệnh nhân mang thai ở trường hợp lâm sàng đầu tiên, và kết quả thứ hai là bệnh nhân hiện tại. Em thử so sánh hai cái kết quả này và cho anh một cái thông tin về cái sự khác biệt nha. Có thể dừng lại video và cho anh sự xem và nói cho anh biết sự khác biệt của hai công thức máu của hai bệnh nhân này như thế nào. Rồi, sự khác biệt đầu tiên mà chúng ta thấy đó là bệnh nhân số 2 này á, cái chỉ số MCV rất là thấp. Nhanh có nhầm lẫn ở đây hả? Kết quả của bệnh nhân này là 60. Và thứ hai nữa 6 thấp hơn so với bệnh nhân số 1. Và thứ hai tức là thể tích hồng cầu trung bình của bệnh nhân số 2 này khá là bất thường, tại vì nó nhỏ, cho nên chính vì cái thể tích hồng cầu nhỏ cho nên lượng hemoglobin trong một hồng cầu rất là ít, cho nên bệnh nhân này bị thiếu máu. Đặc điểm thứ sự khác biệt thứ hai nữa trên bệnh ở hai bệnh nhân này đó là bệnh nhân số 1 có RDW tăng và bệnh nhân số 2 có RDW trong giới hạn bình thường. Đây là đặc điểm số 2. Thì hồi nãy anh đã nói gì về các em liên quan tới RDW? Thì hồi nãy anh có đưa cho các em cái slide này. Thì anh nói là nếu như mà RDW tăng
Có nghĩa là bệnh nhân này sẽ có cái hông cầu con to con nhỏ bất thường. Còn RDW bình thường có nghĩa là hông cầu của bệnh nhân có kích thước khá đều nhau, đúng chưa? Nếu như hông cầu mà có con to con nhỏ bất thường, thì lúc nào chúng ta nghĩ tới trường hợp một bệnh nhân có hông cầu con to con nhỏ bất thường. Đó là khi bệnh nhân bị thiếu thiếu hụt một cái chất nào đó mang tính chất mắc phải, chẳng hạn như trong trường hợp của thiếu sắt, thiếu vitamin B12 hoặc là thiếu axit folic. Thiếu hụt thì thiếu hụt nhưng mà không phải tất cả các cái tế bào đều bị thiếu hụt, có con đủ có con thiếu. Con nào đủ á, thì nó sẽ có kích thước bình thường, còn con nào thiếu thì nó sẽ có kích thước nhỏ. Còn khi nào thì RDW sẽ bình thường? RDW bình thường thì những thứ mang tính chất bẩm sinh nha, chẳng hạn như là trong bệnh thalassemia chẳng hạn, thì tất cả các cái tế bào đều bình thường, tại vì tất cả các cái tế bào đều bị thiếu. Như vậy là đã rõ. Và anh hy vọng á, là đến ngắn đấy thì các em đã nghĩ tới một cái bệnh lý nào đó nhá. Bẩm sinh thường gặp ở nam giới và có biểu hiện thiếu máu hông cầu nhỏ, nhưng mà anh chưa nói và anh hy vọng các em đã nghĩ tới rồi, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục với các cái xét nghiệm của bệnh nhân xem thử là anh nghĩ có đúng hay không ha. Bệnh nhân này tiếp tục được chỉ định sắt và ferritin huyết thanh thì cả hai đều nằm trong giới hạn bình thường nha. Như vậy nếu như mà cả hai nằm trong giới hạn bình thường á, thì chúng ta loại trừ thiếu máu do thiếu sắt, thiếu máu trong các bệnh lý mãn tính và thiếu máu nguyên bào sắt nha. Thì anh giải thích lại một chút, đó là thiếu máu trong do thiếu sắt thì giảm cả sắt lẫn ferritin huyết thanh, còn thiếu máu trong các bệnh lý mãn tính thì sắt sẽ bị dự trữ bên trong các cái đại thực bào, nó không đi ra được. Và vì cái nguồn dự trữ tăng cho nên khi các em định lượng ferritin thì nó sẽ tăng, và vì sắt không đi được ra bên ngoài cho nên sắt huyết thanh sẽ giảm. Như vậy thì trong thiếu máu do bệnh lý mãn tính thì các em định lượng thì sẽ có ferritin tăng, còn sắt huyết thanh sẽ giảm. Còn trong trường hợp thiếu máu nguyên bao sắt, cơ chế là do rối loạn tổng hợp protoporphyrin, sắt sẽ đi vào bên trong các cái tế bào tiền thân hông cầu nhưng mà không có protoporphyrin cho nó gắn, sắt đi vào mà nó sẽ không đi ra được cho nên nó sẽ đông lại ở đó, tạo ra một cái vòng xung quanh nhân của tế bào cho nên người ta mới gọi là thiếu máu nguyên bao sắt. Nhưng mà em nhớ là sắt là một cái gốc tự do cho nên nó sẽ đông lại ở đó thì nó sẽ phá hủy tế bào và nó sẽ thoát ra ngoài và đại thực bào là để ăn. Như vậy thì thiếu máu nguyên bao sắt thì các em sẽ có một cái sự tăng cái lượng sắt dự trữ và tăng nồng độ của sắt lưu hành trong máu, cho nên thiếu máu nguyên bao sắt thì bệnh nhân sẽ có sự tăng ferritin và sắt huyết thanh lưu hành. Do đó nếu như mà bệnh nhân bị thiếu máu nguyên bao bao sắt thì người ta còn gọi là thiếu máu thừa sắt, cho nên khi mà chúng ta định lượng sắt huyết thanh và ferritin bình thường á, thì chúng ta đã loại trừ được ba cái nguyên nhân đó rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn một nguyên nhân thôi, đó chính là thalassemia nha. Chúng ta chỉ còn một cái nguyên nhân là thalassemia, và chẩn đoán của bệnh nhân này đúng là thalassemia, và bệnh nhân đã được làm cái điện di hemoglobin và chẩn đoán là thalassemia nha. Vậy thôi, phân tích thì chỉ có là như vậy nha. Nếu như mà có ferritin và sắt huyết thanh thì sẽ rất là tốt, nhưng mà nếu như không có những sắt và ferritin huyết thanh mà chúng ta chỉ có những cái thông tin ban đầu thôi thì cũng có thể đã giúp cho em định hướng được cái chẩn đoán. Bệnh nhân thiếu máu hông cầu nhỏ thì chúng ta nghĩ đến thiếu máu do thiếu sắt thì đó là điều chắc chắn rồi, nhưng đừng quên nhìn xuống cái RDW nha. Thường thì thiếu máu do thiếu sắt thì RDW nó sẽ tăng, còn nếu như mà thấy RDW bình thường thường thì chúng ta có thể nghĩ tới những cái bệnh như là thalassemia. Như vậy cái bài học trong cái ca lâm sàng này đó là nếu như mà thiếu máu hông cầu nhỏ trên một cái bệnh nhân trẻ tuổi kèm theo RDW bình thường thì em cần loại trừ bệnh. Nha. Chúng ta sẽ tiếp tục với ca lâm sàng số 5. Một bệnh nhân nữ 61 tuổi được bác sĩ tuyến dưới đưa đến em để đánh giá về tình trạng thiếu máu. Cách đây 6 tháng thì bệnh nhân này biểu hiện triệu chứng sưng đau và cứng khớp vào buổi sáng ở khớp bàn tay và khớp gối hai bên. Bệnh nhân có thử sử dụng các cái thuốc giảm đau và NSAID nhưng không đỡ. Cách đây 3 tháng thì bệnh nhân này được chẩn đoán là viêm khớp dạng thấp và bệnh nhân bắt đầu được sử dụng methotrexate và các triệu chứng nó cải thiện một cách đáng kể. Thì methotrexate thì như các em biết nó thuộc một cái nhóm mà người ta gọi là nhóm DMARD. Trong cái viêm khớp dạng thấp thì nó thuộc nhóm DMARD, thuộc DMARD, tức là cái nhóm thuốc được ưu tiên điều trị ngay trong giai đoạn đầu của viêm khớp dạng thấp, và nó có được chứng minh là có thể làm chậm được cái tiến triển của bệnh. Đợt này bệnh nhân đến khám lại vì triệu chứng xoang đau chóng mặt và da niêm mạc nhợt nhạt, và bên
cạnh á, là cái kết quả công thức máu của bệnh nhân. Rồi thì anh cũng sẽ phân tích một chút trước khi chúng ta sang slide tiếp theo. Bệnh nhân này có thiếu máu hồng cầu nhỏ rồi DW ta. Khám lâm sàng tổng thể thì cho thấy bệnh nhân này không sốt, không ra mồ hôi vào ban đêm, không buồn nôn, không nôn, không đau bụng, không đi cầu phân đen, không đi cầu ra máu, không nôn ra máu, không có sự thay đổi tính chất của phân, xét nghiệm máu ở trong phân 3 lần thì âm tính. Các thuốc mà bệnh nhân này đang uống hiện tại gồm có methotrexate, famlodipine và ferrocgluconate, tức là sắt đó. Rồi, thì câu hỏi của ca này rất là đơn giản, anh chỉ đưa ra câu ca lâm sàng này để mà hỏi mẹ em một câu hỏi duy nhất, đó là theo em thì nguyên nhân nào gây ra thiếu máu cho bệnh nhân này? Thứ nhất, chúng ta thấy đây là một bệnh nhân 61 tuổi, có tiền sử đau khớp, có sử dụng NSAID, biểu hiện triệu chứng của thiếu máu hồng cầu nhỏ. Và chúng ta sẽ tìm nguyên nhân tại vì sao bệnh nhân này bị thiếu máu hồng cầu nhỏ nha. Chúng ta có bốn nguyên nhân gây ra thiếu máu hồng cầu nhỏ là thiếu máu do thiếu sắt, thiếu máu trong bệnh lý mãn tính, thiếu máu nguyên bao sắt và thiếu máu trong bệnh thalassemia. Dĩ nhiên thì chúng ta ít nghĩ tới cái bệnh thalassemia tại vì đây là một cái bệnh lý bẩm sinh, bệnh nhân lớn tuổi, thêm vào đó thì cái RDW tăng, cho nên cái khả năng mà chúng ta nghĩ nhiều nhất đó là gì? Khả năng mà chúng ta nghĩ nhiều nhất vẫn phải là thiếu máu do thiếu sắt. Và nguyên nhân gây ra thiếu máu do thiếu sắt là có thể là bệnh nhân bị loét dạ dày và xuất huyết tại vì bệnh nhân này có sử dụng NSAID, các em nhớ điều đó nha. Tuy nhiên bệnh nhân này thì không có máu ẩn trong phân và bệnh nhân đã được đi nội soi dạ dày và đi nội soi đại tràng đều âm tính. Vậy chúng ta ít nghĩ tới cái khả năng là bệnh nhân bị mất máu rỉ rả qua đường tiêu hóa. Giả sử như chúng ta loại trừ hoàn toàn, giả sử như chúng ta loại trừ hoàn toàn trường hợp mà bệnh nhân này bị mất máu rỉ rả, thì còn cái nguyên nhân nào để chúng ta nghĩ tới nữa hay không? Còn nguyên nhân ý anh là còn nguyên nhân nào chúng ta có thể nghĩ đến gây ra cái thiếu máu hồng cầu nhỏ ở bệnh nhân này? Tuy nhiên bệnh nhân này á, là không có máu ẩn trong phân, bệnh nhân này không có máu ẩn trong phân, bệnh nhân này không có máu ẩn trong phân và bệnh nhân đã được đi nội soi dạ dày và được đi nội soi đại tràng đều âm tính. Và giả sử như anh không nghĩ tới cái nguyên nhân gây ra mất máu rỉ rả trên bệnh nhân này, thì các em có nghĩ tới một cái nguyên nhân nào đó làm cho bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu nhỏ hay không? Bệnh nhân này bị viêm khớp dạng thấp nha, và nó tạo ra một cái phản ứng phá cấp sẽ làm cho cả cái đại thực bào nó giữ sắt, không cho sắt đi ra ngoài và tạo ra một cái bối cảnh bệnh lý mà người ta gọi là thiếu máu trong cả cái bệnh lý mãn tính. Và nên đây sẽ là một cái khả năng thứ hai có thể gây ra thiếu máu ở trên bệnh nhân này, đó là thiếu máu trong các bệnh lý mãn tính. Còn một cái nguyên nhân thứ ba nữa, đó là các em chú ý vào cái điều trị của bệnh nhân. Bệnh nhân này được điều trị với methotrexate. Methotrexate thì có ảnh hưởng gì đến thiếu máu hồng cầu nhỏ hay không? Thì nếu như các em nhớ lại về cái phần mà anh giảng về thiếu máu hồng cầu to, thì các em sẽ thấy là methotrexate nó có ức chế folate. Cho nên nếu như mà bệnh nhân có sử dụng methotrexate thì bệnh nhân thường á, là có thể họ sẽ bị thiếu máu hồng cầu to. Nhưng mà bệnh nhân này bị thiếu máu hồng cầu nhỏ nên chúng ta sẽ không nghĩ đến methotrexate nha. Và cái khả năng cao nhất mà gây ra cái tình trạng thiếu máu bệnh nhân này sau khi chúng ta đã loại trừ cả cái nguyên nhân xuất huyết, chúng ta nội soi dạ dày và nội soi đại tràng và xét nghiệm máu ở trong phân âm tính, thì chúng ta nghĩ đến khả năng là thiếu máu trong cả cái bệnh lý mãn tính nhé. Và để làm rõ thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân làm sắt huyết thanh và ferritin huyết thanh. Nếu như mà bệnh nhân có sắt huyết thanh giảm và ferritin huyết thanh giảm thì chúng ta nghĩ tới thiếu máu do thiếu sắt và chúng ta tiếp tục với cái kiên trì và việc là tìm 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 tiêu điểm chảy máu. Còn nếu như mà ferritin huyết thanh tăng và sắt huyết thanh giảm thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái nguyên nhân là thiếu máu trong cả cái bệnh lý mãn tính nhé. Thì tóm lại về cái ca này thì anh chỉ đưa ra một cái trường hợp một bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp và em cần nhớ là bệnh lý mãn tính vẫn có thể gây ra thiếu máu hồng cầu nhỏ nhé. Mục đích của cái ca này là như vậy. Rồi anh tiếp tục với cái trường hợp tiếp theo, đó là một bệnh nhân 51 tuổi vào viện vì triệu chứng mệt mỏi toàn thân, đau lưỡi và dị cảm nha, dị cảm cả chi trên lẫn chi dưới. Ông đã được phẫu thuật cắt dạ dày và nội thông dạ dày, nội thông em sửa lại đây, nội thông tả tràng thực quản nhé, nội thông tả tràng thực quản.
vì ung thư dạ dày cách đó 7 năm. Ông rất là lo lắng và nhiều khi có những cái thành vi kích động trong suốt 2 năm vừa rồi. Và gần đây á, là ông nhận thấy á, là có cả cái triệu chứng gì cả ở cả hai chi dưới và đau họng với là đau lưỡi. Ông đến với em để khám và điều trị bởi vì cả cái triệu chứng này không có dấu hiệu cho thấy là nó khỏi. Khám lâm sàng của bệnh nhân này thì cho thấy là da niêm mạc nhợt nhạt, mặc dù nhìn tổng quan chung thì rất tốt và không có dấu hiệu cho thấy bệnh nhân này bị thiếu dinh dưỡng. Tuy nhiên khi mà nhìn lưỡi của bệnh nhân thì lưỡi của bệnh nhân đỏ và mất gai toàn bộ nha, có cái hình này bên cạnh cho các em xem. Khám thần kinh thì không có dấu thần kinh khu trú nhưng mà ghi nhận thấy là bệnh nhân có giảm cảm giác. Khám thần kinh thì cho thấy thì không có dấu thần kinh khu trú nhưng mà ghi nhận có cả giảm cảm giác ở mức độ nhẹ và dị cảm ở đầu xa của tay và chân. Các cái triệu chứng về 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 tâm thần thì nó dao động. Khám phân và nước tiểu thì hoàn toàn bình thường. Và đây là cái kết quả công thức máu của bệnh nhân. Rồi, câu hỏi đầu tiên của chúng ta đó là bệnh nhân này bị thiếu máu gì, thì câu trả lời cho cái câu hỏi này khá là đơn giản. Chúng ta thấy bệnh nhân này có MCV lên tới 143 thì nha, MCV tăng, chúng ta sẽ trả lời là bệnh nhân này bị thiếu máu không cầu to. Nhưng mà các em sẽ để ý là MCV tăng mà MCH cũng cũng tăng, nhưng mà MCHC thì nó là nằm trong giới hạn bình thường, thấy chưa? Tức là MCHC thường là một cái giá trị nó sẽ không tăng song song với cái chỉ số MCH và MCV. Rồi, như vậy cái bệnh nhân này á, bối cảnh chung của mình một bệnh nhân đó là bệnh nhân này có cái tiền sử cắt dạ dày cách đây 7 năm và bây giờ vào viện là vì thiếu máu không cầu to, kèm theo cả cái triệu chứng niêm mạc nhợt nhạt, dị cảm và mất cảm giác ở đầu ngón tay, kèm theo đó là triệu chứng về lưỡi mất gai. Thì khi mà chúng ta có một bệnh nhân bị thiếu máu không cầu to thì chúng ta sẽ nghĩ tới hai nguyên nhân. Đó là thiếu máu do thiếu vitamin B12 và thiếu máu do thiếu axit folic. Về mặt triệu chứng thì thiếu axit folic và thiếu vitamin B12 đều gây ra thiếu máu không cầu to. Nhưng mà sự khác biệt đó là vitamin B12 bên cạnh tham gia vào quá trình phân chia của hồng cầu thì nó cũng tham gia vào quá trình hình thành bao myelin của dây thần kinh nha. Như vậy B12 cũng được xem là một thuốc bổ thần kinh. Do đó trong cả cái chế phẩm bổ thuốc bổ thần kinh thì em sẽ thấy á, là có vitamin B12, chẳng hạn như một cái loại thuốc bổ thần kinh thường gặp đó là vitamin 3B thì bao gồm B1, B6 và B12. Và nếu như mà bệnh nhân có thêm cả cái triệu chứng về thần kinh, nhất là thần kinh ngoài biên, chẳng hạn như là bệnh nhân này có thêm triệu chứng gì cảm về thần kinh và triệu chứng về cảm giác thì chúng ta nghĩ nhiều tới thiếu vitamin B12 nhiều hơn so với là chúng ta nghĩ là bệnh nhân này bị thiếu axit folic. Và chẩn đoán trên bệnh nhân này đó là chúng ta nghĩ nhiều tới bệnh nhân này bị thiếu thiếu vitamin B12 tại vì bệnh nhân có thiếu máu hồng cầu to và đi kèm theo nó là cả cái triệu chứng về về thần kinh. Bên cạnh đó thì một cái triệu chứng nó rất là đặc biệt ở bệnh nhân này đó là bệnh nhân này có bị lưỡi mất gai. Thì trong nhiều textbook người ta chỉ mô tả cho các em triệu chứng lưỡi mất gai là một triệu chứng thường gặp trong thiếu máu, nhưng mà thật sự nói chính xác thì lưỡi mất gai thường gặp trong thiếu B12. Một số trường hợp thì thiếu axit folic thì nó cũng có thể dẫn đến lưỡi mất gai, nhưng mà khi nói về lưỡi mất gai thì em phải nghĩ ngay tới thiếu B12. Và hình ảnh này là một cái hình ảnh của một bệnh nhân bị lưỡi mất gai trong thiếu vitamin B12 nha. Như vậy chúng ta đã nói tới hai triệu chứng cơ năng trong thiếu máu, đó là triệu chứng móng tay lõm hình thìa và triệu chứng lưỡi mất gai. Thì các em cần biết đó là móng tay lõm hình thìa thường gặp trong thiếu máu do thiếu sắt, còn thiếu vitamin B12 thì thường gây ra một cái triệu chứng đó là lưỡi mất gai nha. Như vậy thì chúng ta đã phân tích được hầu hết các cái triệu chứng trên bệnh nhân này. Đây là một bệnh nhân có thiếu máu hồng cầu to kèm theo cái triệu chứng dị cảm, đau chi và giảm cảm giác. Bên cạnh đó thì bệnh nhân cũng có một số các cái rối loạn về mặt tâm thần, thì tất cả các cái này đều là biểu hiện của thiếu vitamin B12 hết. Lưỡi mất gai cũng nhỉ nhiều tới B12 cho nên nhưng mà quan trọng á, là cái biểu hiện về thần kinh thì hướng chúng ta nhiều hơn tới bệnh nhân này là bị thiếu vitamin B12, cho nên chúng ta chẩn đoán bệnh nhân này là thiếu máu hồng cầu to do thiếu vitamin B12. Vậy cái nguyên nhân gây ra thiếu B12 của bệnh nhân này là gì? Thì câu trả lời cũng khá là đơn giản.
Bệnh nhân này có tiền sử duy nhất mà anh cung cấp đó là bệnh nhân có tiền sử mổ cắt dạ dày cách đây 7 năm, cắt dạ dày toàn bộ và nối thông tá tràng lên thực quản. Tức là bệnh nhân này cắt luôn cái vùng háng vị và vùng thân vị. Nha, vùng háng vị và vùng thân vị có cả cái tế bào thành nó tiết ra yếu tố nội, nó cần thiết cho cái quá trình hấp thu của vitamin B12. Tại vì không có yếu tố nội cho nên bệnh nhân này không hấp thu được vitamin B12 để có thể tổng hợp hồng cầu, và bệnh nhân này bị thiếu máu do thiếu vitamin B12, lý do là vì bị cắt dạ dày toàn phần. Nhưng mà tại vì sao bệnh nhân cắt dạ dày đã 7 năm nhưng bây giờ cả cái triệu chứng mới biểu hiện nha? Tại vì cái nguồn dự trữ B12 trong máu của chúng ta đủ cho chúng ta có thể sử dụng trong thời gian rất nhiều năm, và bệnh nhân này có thể sử dụng được cái nguồn đó trong thời gian lên tới 7 năm, và cách đây 2 năm thì triệu chứng mới bắt đầu xuất hiện. Đó là vấn đề nha. Vậy nên đây là trường hợp, một cái trường hợp lâm sàng nó rất là rõ ràng, một bệnh nhân bị thiếu máu do thiếu B12. Mặc dù anh nói là đó là một cái bệnh hiếm gặp, nhưng mà trong một số tình huống cụ thể nha, trong một số tình huống cụ thể thì các em cũng phải nghĩ tới nó. Trên công bệnh nhân đã nhiều như sau khi chúng ta cho bệnh nhân bổ sung B12, bệnh nhân cải thiện triệu chứng nhưng sau đó biểu hiện triệu chứng trở lại và công thức máu là như thế này, thì các em nghĩ tới khả năng là gì? Như vậy từ một cái trường hợp là một bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu to với MCV là 143 thì bây giờ bệnh nhân đã biểu hiện trở lại một cái thiếu máu hồng cầu nhỏ với MCV chỉ có 74 thôi, thì em nghĩ tới khả năng nào? Thì chúng ta sẽ nghĩ tới khả năng trên bệnh nhân này đó là thiếu máu do thiếu sắt. Tại vì các em biết là sắt nó ở dạng Fe2 cộng hay Fe3 cộng thì nó sẽ được hấp thu nhiều hơn. Thì câu trả lời là sắt ở dạng Fe2 cộng thì nó sẽ được hấp thu nhiều hơn. Tuy nhiên nếu như mà muốn duy trì ở dạng Fe2 cộng á, thì nó phải cần cái axit của dạ dày. Bệnh nhân này không có axit ở dạ dày, bệnh nhân này bị giảm tiết axit ở dạ dày, do đó bệnh nhân này sẽ có nguy cơ cao bị thiếu máu do thiếu sắt do nó không hấp thu được nha. Thì đây là một cái lý do liên quan đến chế độ ăn. Chúng ta tiếp tục với ca lâm sàng số 7. Một bệnh nhân nam 44 tuổi đến với bàn than phiền với triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, yếu cơ và trầm cảm. Bệnh nhân này là một người nghiện rượu nặng, khám lâm sàng cho thấy gan lớn, cứng và có nhiều nốt, da niêm mạc vàng và có mùi rượu trong hơi thở của bệnh nhân. Bệnh nhân này được làm công thức máu và kết quả như sau. Như vậy thì nhìn vào cái bệnh nhân này thì chúng ta thấy đây là một người bị thiếu máu hồng cầu to. Nếu như một người bị thiếu máu hồng cầu to thì thường gặp nhất là do thiếu axit folic, sau đó là thiếu vitamin B12. Về mặt việc học thì thiếu máu do thiếu axit folic và thiếu máu do thiếu B12 thì nó biểu hiện như nhau, chỉ khác nhau ở chỗ là thiếu máu do thiếu vitamin B12 thì có kèm theo các cái triệu chứng về mặt thần kinh, còn thiếu máu do thiếu axit folic thì không kèm theo các triệu chứng về mặt thần kinh. Và thiếu máu do thiếu vitamin B12 thường kèm theo cái dấu hiệu đó là lưỡi mất gai. Bệnh nhân này không có cả cái biểu hiện như là dị cảm hoặc là giảm cảm giác giống như là cái bệnh nhân hồi nãy. Vậy nguyên nhân là gì? Vấn đề duy nhất trên bệnh nhân này đó là bệnh nhân nghiện rượu, và có lẽ đây là cái nguyên nhân nha. Bệnh nhân này vào viện á, là trong bối cảnh của xơ gan. Thì như anh đã trình bày ở trước, rượu là một trong những cái nguyên nhân làm cho bệnh nhân bị thiếu axit folic, vì rượu nó ức chế cái sự hấp thu của axit folic, đồng thời rượu cũng ức chế cái bài tiết của axit folic từ gan của bệnh nhân. Thêm vào đó thì những bệnh nhân nghiện rượu thì thường có một cái chế độ dinh dưỡng rất là kém. Do đó một thông tin mà anh nhắc ở trên đó là trong hai chất là B12 và B9 á, thì B9 nó dễ bị thiếu hơn. Và tất cả những cái bệnh nhân nào vào viện với thiếu máu hồng cầu to, em cần phải khai thác về tiền sử uống rượu của bệnh nhân. Trên bệnh nhân này có uống rượu, do đó bệnh nhân này bị thiếu máu hồng cầu to là do thiếu axit folic. Tuy nhiên cũng cần nhắc lại các em là những cái bệnh nhân mà uống nhiều bia thì không bị thiếu axit folic, tại vì trong bia thì có chứa rất là nhiều cả cái axit folic, lụa mạch nó chứa rất là nhiều axit folic, cho nên những cái bệnh nhân nào mà uống nhiều bia thì họ sẽ không bị thiếu axit folic. Và nhấn mạnh lại một lần nữa là triệu chứng thừa lưỡi mất gái là thường gặp trong thiếu vitamin B12 nhưng mà nó vẫn có thể gặp trong thiếu axit folic. Như vậy bài học trong cái ca lâm sàng này là gì? Đó là những cái bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu to thì em sẽ phải hỏi về tiền sử uống rượu của bệnh nhân, còn uống bia thì không gây ra thiếu axit folic. Và chúng ta sang cái câu ca lâm sàng cuối cùng trước khi chúng ta sang phần giải đáp cả cái câu hỏi pre-test. Một bệnh nhân nữ 30 tuổi nhập viện với tiền sử là đi cầu phân lỏng, có máu và đau bụng trong nhiều tháng nay. Bệnh nhân này sụt 3 kg trong vòng 4 tuần vừa rồi.
bệnh nhân hút thuốc là 25 điểu một ngày. Thăm khám lâm sàng cho thấy bệnh nhân này có biểu hiện da niêm mạc nhợt nhạt, nhiệt độ là 37,8 độ C, ấn vào cái vùng hậu chọc phải thì bệnh nhân đau, và bệnh nhân có một số cái miếng da thừa ở vùng hậu môn. Và thêm vào đó, cái miếng da thừa này thì bệnh nhân nghĩ là do trĩ. Và thăm khám ở hậu môn thì em thấy là hậu môn của bệnh nhân này có một số lỗ ro, và bệnh nhân này được làm công thức máu như ở trên. Thì câu hỏi ở đây là theo em thì nguyên nhân nào gây ra thiếu máu cho bệnh nhân này? Như vậy bối cảnh của bệnh nhân này đó là nha, bệnh nhân này có thiếu máu hông cầu to nha, anh chắc là tại bệnh nhân bị thiếu máu hông cầu to. Như vậy thì hiện thì chưa có nhiều thông tin để chúng ta xác định, nhưng mà đứng trước một bệnh nhân có cả cái tiêu chứng như là tiêu chảy trường diện, nhất là có máu kèm theo đó là đau quặn bụng, rồi có thêm một cái vết da thừa ở hậu môn, rồi bị ro hậu môn, thì đây là những cái triệu chứng rất là điển hình của một cái bệnh mà người ta gọi là bệnh Crohn nha. Người ta gọi là bệnh Crohn. Em có thể đọc thêm về bệnh Crohn, nhưng mà ở đây thì em sẽ cung cấp cho mẹ em một số cả cái thông tin liên quan đến bệnh lý này, để giải thích lý do vì sao cái bệnh lý này nó có liên quan tới công thức máu của bệnh nhân của chúng ta. Thì bệnh Crohn đó là một cái bệnh lý viêm ruột do từ miệng ảnh hưởng tới cái khu vực đó là vùng hồi tràng và vùng đại tràng. Cái bệnh Crohn và bệnh viêm ruột loét người ta xếp chúng vào trong một cái nhóm bệnh mà người ta gọi là inflammatory bowel disease, viết tắt là IBD. Đây là một cái bệnh lý từ miệng nha, bệnh lý mang tính chất từ miệng ảnh hưởng đến đối với cái bệnh Crohn là thì thường nó ảnh hưởng tới cái vùng đại tràng và vùng hồi tràng, và cái tính chất của nó là không liên tục. Còn đối với cái bệnh viêm viêm đại tràng dạng loét hay còn gọi là viêm ruột loét á, thì nó thường khu trú ở cái vùng đại tràng và nó có tính chất liên tục. Thương tổn trong cái bệnh Crohn á, thường là thương tổn xuyên qua thành. Còn thương tổn trong cái bệnh viêm ruột loét á, thì thường nó chỉ ở khu trú ở cái vùng niêm mạc và dưới niêm mạc. Và những cái bệnh nhân thương tổn của bệnh Crohn là thường là ở vị trí của hồi tràng, có thể ở hồi tràng và cũng có thể ở đại tràng. Mà hồi tràng lại là vị trí hấp thu của vitamin B12. Cho nên nếu như mà một bệnh nhân bị bệnh Crohn mà có thiếu máu do thiếu vitamin B12 thì chúng ta sẽ nghĩ tới nguyên nhân là bệnh Crohn này là nguyên nhân gây ra cái tình trạng thiếu máu hông cầu to cho bệnh nhân này. Như vậy thì đáp án trong cái trường hợp này khá là đơn giản, đây là một cái trường hợp một bệnh nhân bị bệnh Crohn và họ bị thiếu máu hông cầu to. Bây giờ anh sẽ trả lời cả cái câu hỏi lâm sàng pre-test, nếu như mà bạn nào chưa trả lời thì các em có thể dừng cái video tại đây và các em sẽ trả lời cả cái câu hỏi pre-test của anh. Đó, trước khi mà mẹ em tiếp tục nghe đáp án ha. Rồi, ca lâm sàng số 1 trong cái phần pre-test đó là một bệnh nhân nữ 36 tuổi ăn uống bình thường, nhưng mà trong thời gian vừa rồi sụt 72 cân, lưỡi đỏ và không có gai. Bệnh nhân cũng than phiền về triệu chứng mệt mỏi và khó thở khi gắng sức. Khám lâm sàng cho thấy bệnh nhân này là có biểu hiện là giảm cảm giác ở ngón tay và ngón chân. Bệnh nhân được cho nhập viện với chẩn đoán ban đầu là thiếu máu ở mức độ trung bình kèm theo cả cái triệu chứng về thần kinh, và cả kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân là như vậy ha. Thì đây là một cái bệnh nhân bị thiếu máu hông cầu to. Đây là một cái bệnh nhân thiếu máu hông cầu to. Câu hỏi của anh là chẩn đoán là gì, nguyên nhân là gì và em đề nghị gì tiếp theo? Thì câu trả lời đó là bệnh nhân này bị thiếu máu hông cầu to. Thiếu máu hông cầu to nhưng mà kèm theo đó là bệnh nhân có cả cái biểu hiện về thần kinh, cho nên chúng ta sẽ nghĩ nhiều tới cái nguyên nhân gây ra thiếu máu hông cầu to của bệnh nhân này là thiếu vitamin B12. Thì nguyên nhân là gì? Thì thiếu máu do vitamin B12, nếu như mà trên một bệnh nhân bình thường thì chúng ta thường là sẽ nghĩ tới một cái thương tổn. Bệnh nhân này không có cả cái triệu chứng gì gì gợi ý bình nguyên thì chúng ta sẽ nghĩ tới một cái thương tổn ở dạ dày, làm cho dạ dày nó không tiết được yếu tố nội. Bên cạnh đó thì đây là cái nguyên nhân mà chúng ta nghĩ tới nhiều nhất. Bên cạnh đó thì một số các nguyên nhân khác như là tụy không tiết được dịch tụy nha. Không tiểu được dịch tụy thì cũng không làm cho yếu tố nội có thể gắn được vitamin B12 được, và cả cái bệnh lý rối loạn hấp thu ở khu vực hồi tràng giống như một cái ca lâm sàng mà anh đã cho mẹ em xem ở trên. Bệnh nhân này á, là bị thiếu B12 nhưng mà không có các cái dấu hiệu gì của bệnh lý ở hồi tràng cũng như là cả cái rối loạn về men tụy, cho nên á, là chúng ta cần nghĩ tới một cái bệnh lý từ miệng ảnh hưởng đến cả cái tế bào thân của dạ dày, làm cho cả cái tế bào này nó không không tiết được axit cũng như là yếu tố nội mà người ta gọi đó là bệnh thiếu máu bất sản nha. Thiếu máu bất sản là dạng thiếu máu trong đó có các cái từ kháng thể kháng lại tế bào thân và yếu tố nội. Chúng ta đề nghị gì tiếp theo thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân định lượng vitamin B12
chúng ta sử dụng kháng thể bào thân và kháng thể kháng yếu thuần nồi. Hồi xưa thì người ta sử dụng một cái test mà người ta gọi là test Skilling, nhưng mà bây giờ thì chúng ta không còn sử dụng test đó nữa vì chúng ta có những cái test đơn giản và dễ làm hơn, đó là định lượng B12, kháng thể kháng yếu thuần nồi và kháng thể kháng tế bào thân nha. Rồi câu hỏi số 2, đó là một bệnh nhân nam tiền sử động kinh đang điều trị mà xét nghiệm máu cho thấy điều này, thì theo em nguyên nhân gì gây ra cái tình trạng thiếu máu này của bệnh nhân? Thì em sẽ thấy bệnh nhân này có MCV rất là cao, tức là một trường hợp bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu to. Mà trên một bệnh nhân động kinh thì em sẽ nghĩ tới nguyên nhân là do phenytoin, tại vì phenytoin sẽ ức chế cái sự hấp thu của axit folic ở ruột. Câu hỏi số 3, đây là một cái câu hỏi là khó. Một bệnh nhân đang điều trị lao phổi tháng thứ 5 và xét nghiệm ra công thức máu như vậy, thì em hãy cho biết những cái nguyên nhân nào có thể gây ra cái công thức máu như vậy của bệnh nhân. Thì đây là một cái trường hợp một bệnh nhân có thiếu máu hồng cầu nhỏ, cho nên câu hỏi đơn giản chỉ là em hãy liệt kê được bao nhiêu nguyên nhân gây ra thiếu máu hồng cầu nhỏ ở một bệnh nhân lao phổi vậy thôi. Em suy nghĩ một chút rồi 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 sau đó suy nghĩ rồi sau đó rồi xem câu trả lời. Thứ nhất là lá phổi có ho ra máu, thì bệnh nhân này có thể ho ra máu rỉ rả dẫn đến mất máu rỉ rả rồi dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt, cho nên bệnh nhân này có thể bị thiếu máu do thiếu sắt do mất máu rỉ rả. Đây là cái nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai thì lá phổi cũng được xếp vào một cái bệnh lý mãn tính, cho nên bệnh nhân bị lá phổi mà bị thiếu máu hồng cầu nhỏ thì chúng ta cũng cũng có thể đánh giá là bệnh nhân này bị thiếu máu trong cái bệnh lý mãn tính. Thì hầu hết các cái bệnh lý mãn tính, kể cả những cái bệnh lý mãn tính mà không do vi khuẩn chẳng hạn như là viêm khớp dạng thấp chẳng hạn, thì cũng đều có thể dẫn tới thiếu máu hồng cầu nhỏ nha. Cả cái nguyên nhân này thì anh đã giải thích trong cả cái ca lâm sàng ở trên. Thứ ba nữa, đó là một bệnh nhân bị lao phổi thì thường trong cái phác đồ điều trị của họ thường sẽ có isoniazid. Thì isoniazid là một cái thuốc, nó làm giảm tổng hợp giảm vitamin B6 giống như anh nói ở trên nha. Mà quá trình tổng hợp protoporphyrin thì cần đến một cái enzyme, trong đó vitamin B6 là một cái cofactor rất quan trọng. Do đó nếu như mà một bệnh nhân thiếu vitamin B6 nha, thì bệnh nhân sẽ bị thiếu máu do thiếu tổng hợp protoporphyrin, hay còn gọi là thiếu máu nguyên bào sắt. Như vậy thì chúng ta chỉ cần cho bệnh nhân uống vitamin B6 là được ha. Như vậy thì nếu như mà chúng ta phát hiện thấy một bệnh nhân bị thiếu máu nhược sắt trên ở một bệnh nhân bị lao phổi, thì các em nghĩ tới ba nguyên nhân. Thứ nhất là ho ra máu gây thiếu máu do thiếu sắt. Thứ hai là thiếu máu trong bệnh lý mãn tính, và thứ ba là thiếu máu do sử dụng isoniazid. Nếu như mà bệnh nhân này được 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 cho định lượng sắt huyết thanh và ferritin huyết thanh, nếu như mà cả sắt và ferritin huyết thanh đều giảm, thì em nghĩ tới nguyên nhân là do gì? Thì em nghĩ tới nguyên nhân của bệnh nhân này đó là do ho ra máu, tại vì nếu sắt và ferritin huyết thanh đều giảm á, thì chúng ta sẽ nghĩ tới cái bối cảnh đó là bệnh nhân này bị thiếu máu do thiếu sắt. Còn nếu như mà sắt giảm nhưng mà ferritin huyết thanh lại tăng, thì chúng ta nghĩ tới thiếu máu trong trong bệnh lý mãn tính. Còn nếu như mà thấy cả hai đều tăng thì chúng ta nghĩ đến isoniazid nha. Một bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp có công thức máu như sau, theo em thì nguyên nhân nào gây ra thiếu máu cho bệnh nhân? Như vậy bệnh nhân này là một bệnh nhân có MCV tăng, mà trên một cái bệnh nhân mà bị viêm khớp dạng thấp, thì câu trả lời là bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp, mà một trong những cái thuốc được điều trị viêm khớp dạng thấp đó là cái thuốc thuộc nhóm DMARD, tức là Disease Modified Anti-Rheumatic Drugs, DMARD. Thì methotrexate là một trong những cái chỉ định chúng ta thường sử dụng. Methotrexate nha. Methotrexate là một trong những cái thuốc chúng ta thường sử dụng. Và thuốc này ức chế axit folic. Thuốc này ức chế axit folic, cho nên khi mà bệnh nhân sử dụng methotrexate thì bệnh nhân sẽ bị thiếu axit folic. Cho nên bệnh nhân này bị thiếu máu hồng cầu to do thiếu axit folic là tác dụng phụ của methotrexate. Tuy nhiên nếu như một bệnh nhân có viêm khớp dạng thấp nhưng mà xét nghiệm ra thì là cho thấy là bệnh nhân này bị thiếu máu hồng cầu nhỏ, thì em sẽ nghĩ tới nguyên nhân là gì? Thì câu hỏi này thì anh đã có một cái trường hợp lâm sàng anh đã mô tả trước đó nhé. Bệnh nhân này bị viêm khớp dạng thấp, có thể họ sử dụng NSAID. Thì họ sử dụng NSAID thì NSAID có thể gây liệt dạ dày, và bệnh nhân này bị chảy máu dạ dày do và chảy máu dạ dày và bị mất máu rỉ rả. Thứ hai đó là thiếu máu trong bệnh lý mãn tính, vì viêm khớp dạng thấp cũng được xếp vào một cái bệnh lý mãn tính. Và thứ ba là chỉ định gì tiếp theo, thì em sẽ chỉ định ferritin huyết thanh và sắt huyết thanh.
Nếu như cả hai đều giảm thì đó là thiếu máu do thiếu sắt, còn nếu sắt giảm mà ferritin tăng thì đó là thiếu máu trong bệnh lý mãn tính. Và trường hợp cuối cùng đó là một bệnh nhân nam 50 tuổi tiền sử mổ cắt đoạn cuối của hôi trang vì bệnh Crohn, vào viện vì cả cái triệu chứng là mệt mỏi chán ăn, da niêm mạc nhợt nhạt, chỉ cảm đầu ngón tay ngón chân. Em hãy cho biết nguyên nhân gây ra cái công thức máu của bệnh nhân. Thì rõ ràng đây cũng là một bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu to nha. Bệnh nhân này bị bệnh Crohn và bây giờ đã được cắt hôi trang, đó là chỗ hấp thu của vitamin B12. Do đó đơn giản bệnh nhân này là bị thiếu máu vitamin B12 và bệnh nhân đã được cắt hôi trang. Rồi như vậy thì anh đã nói xong cái phần về thiếu máu. Bài này hơi dài nhưng hy vọng